Kinh A Di Đà nói giản lược nhưng công phu công đức của mỗi người vãng sanh đều sai khác vô lượng vô biên, phẩm vị vãng sanh cũng khác nhau vô lượng vô biên. Nói chính phẩm bất quá là nêu sơ lược đại cương mà thôi. Nếu đạt đến nhất tâm bất loạn thì giống với những người vãng sanh thuộc địa vị thượng phẩm thượng sanh, như trong quán kinh đã nói, người chưa đạt nhất tâm, vẻ kẻ ác nghiệp nặng nề sắp bị đọa địa ngục cố nhiên giống hệt như những vị vãng sanh thuộc các phẩm trung và hạ trong quán kinh, chứ không phải là kinh này truyền tiếp dẫn người nhất tâm bất loạn. Những kẻ khác đều chẳng phải là căn cơ được nhiếp thọ bởi kinh này. Hiểu như vậy thì cố nhiên ba kinh là một kinh, nếu không chính là chấp văn trái ý, lỗi chẳng phải nhỏ. Tịnh độ hoành siêu, có người viên chứng, có kẻ chưa thể viên chứng ngay. Dù chưa thể viên chứng nhưng đã liễu sanh tử, không còn có chuyện luân hồi sanh tử nữa, vẫn ngay trong một đời này được dự vào hàng bổ xứ, được thành bồ đề. So với những kẻ cậy vào tự lực nhưng chưa viên chứng thì khác nào một trời một vực, do vậy cũng có thể gọi là viên chứng. Ông cho rằng nếu sanh vào cõi ấy, chứng phương tiện thật báo tịch quang có nhanh hay chậm sai khác, vì thế không một ai hễ sanh bèn chứng ngay. Đọc phần kinh văn trong quán kinh dạy về chính phẩm vãng sanh ắt biết liền. Đối với những điều khác được nêu bày trong phần kinh văn tiếp theo đó, ông hiểu quá sai ý nghĩa, đoạn sạch kiến tư ra khỏi đồng cư, vào cõi phương tiện, đoạn sạch trần sa và phá một phần vô minh, bèn ra khỏi phương tiện vào thật báo, đoạn sạch vô minh ra khỏi thật báo, chứng cõi tịch quang. Đây chính là ước theo sở chứng sâu hay cạn, ước theo điều đã được là thô hay diệu mà nói. Còn đọc kỹ phần luận về bốn cõi tịnh độ trong Di Đà yếu giải sẽ tự biết. Hơn nữa trong văn sao, tưởng nói thật báo và tịch quang vốn là một cõi, ước theo lý tánh bèn gọi là tịch quang, ước theo quả báo gọi là thật báo. Cõi tịch quang không có tướng, cõi thật báo có đủ các tướng thủ thắng trang nghiêm với số lượng nhiều như số vi trần trong một cõi Phật, phá một phần vô minh bèn phần chứng thật báo, mà cũng chứng một phần tịch quang. Vô minh phá sạch bèn rốt ráo thật báo, rốt ráo tịch quang. Để dễ hiểu, những người giảng giải quy kết phần chứng và thật báo, quy kết rốt ráo và tịch quang, cần biết rằng thật báo và tịch quang đều có phần chứng, đều có cứu cánh rốt ráo. Ông muốn tỏ rõ lý viên mãn của tịnh độ, nhưng đối với ý nghĩa viên chứng bốn cõi tịnh độ lại nêu lên ý nghĩa viên xuất cõi này, thoát khỏi trọn vẹn cõi này, tức cõi phàm thánh đồng cư, thì đâm ra ăn nói sai quấy mất rồi. Đoạn hết kiến tư xong là ra khỏi đồng cư, đoạn trần sa phá vô minh xong chẳng còn phải đeo bồng đồng cư nữa, huống hồ là đã đoạn sạch vô minh cần chi phải thoát khỏi hai cõi đồng cư phương tiện nữ. Chẳng biết do phàm phu được dự vào bổ xứ nên tại đồng cư đã thấy trọn vẹn cả ba cõi trên, đây là đã chứng nhập địa vị sâu, há còn nói là thoát khỏi đồng cư phương tiện vân vân nữ. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc thức thị không, không thức thị sắc là bốn câu khó lãnh hội nhất. Lời chú giải của mỗi tác giả đều dựa trên cái thấy của chính mình. Theo ngu kiến của Quang, bản thể của sắc chẳng thể đạt được, há không còn có thực tế để đạt được hay sao? Hai câu sau nhằm giải thích thêm về ý nghĩa của hai câu trước đó. Thật sự ngay cả không lẫn sắc đều chẳng đạt được, thọ tưởng hành thức cũng giống như thế. Đấy chính là chứ kiến ngũ uẩn sai không, ngũ uẩn đều chẳng thể đạt được, ấy chính là thật tướng của chân không. Vì thế gọi là chư pháp không tướng, tướng không của các pháp. Do chư pháp không tướng này bèn chẳng có sanh diệt, cấu tịnh tăng giảm và ngũ ấm lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, tứ đế, thập nhị nhân duyên, lục độ và trí huệ cùng với niết bàn. Niết bàn là thể tế của chữ đắc, chỉ vì trong thật tướng chẳng có các pháp thánh phàm vân vân ấy nên có thể tu nhân chứng quả từ phàm đến thánh, ví như nhà trống, người mới ở trong ấy được. Nếu chẳng trống làm sao con người ở được, do không nên mới có thể chân tu thật chứng, nếu chẳng không sẽ chẳng có tác dụng này. Chớ nên hiểu lầm sẽ phá hoại chánh pháp của chư Phật, coi lý là sự, đấy gọi là tà kiến, chẳng gọi là viết pháp. Hãy nên suy nghĩ cạn kẽ, thuyết này của Quang có chỗ chẳng phù hợp ý kiến của cổ đức, nhưng ý nghĩa tổng quát chẳng đến nỗi vô cùng trái nghịch kích Phật, cũng có thể xem như một thứ kiến giải, thấy ngọn, thấy rộng vậy. Trong thư trả lời cư sĩ Hương Nghiêm, Triệt Ngộ Đại Sư có viết bốn câu: tâm ngoại vô Phật, Phật ngoại vô tâm, toàn tâm tức Phật, toàn Phật tức tâm. Ngoài tâm không có Phật, Phật chẳng ở ngoài tâm, toàn tâm chính là Phật, toàn Phật chính là tâm. Phía trên lại có câu: hãy nên tin sâu, hiểu chắc chắn ngay vào đó. Đấy chính là nói về lý. Ông bỏ không sao được câu:
hãy nên tin sâu hiểu chắc chắn ngay vào đó, nên mới suy luận loạn xạ công phu đã thành thục hay chưa thành thục. Bốn câu trước nói về lý, bốn câu sau nói về công phu ấy, hoặc là công phu trong một niệm, hoặc niệm niệm tương ứng với hiện tiền. Tương ứng với hiện tiền là nói đến ý nghĩa của tin sâu hiểu chắc chắn vào ý nghĩa của bốn câu ngoài tâm không có Phật. Người tu hành tâm mong mỏi hy vọng quá thiết tha, ắt sẽ gặp ma sự. Đoạn trước của bức thư ấy nhằm dạy khắp các hành nhân về một quy tắc chung để hết thảy kẻ tu trì thật sự vâng giữ như khuôn phép, ngõ hầu chẳng đến nỗi cầu lợi ích lớn lao, lại đâm ra bị tổn hại lớn lao. Đối với lớp hậu sinh trong hiện thời, khi chúng nó vừa hiểu chuyện đời, liền dạy chúng nó về đạo giữ tình hộ thân. Nếu chúng nó biết tốt xấu sẽ chẳng đến nỗi tự xem thủ dâm là vui, để rồi mắc các nỗi họa như bị mất tánh mạng hoặc trở thành tàn phế hoặc vĩnh viễn truyền lại nòi giống yếu ớt, vân vân. Với đứa chưa hiểu chuyện đời chớ nên nói, còn đứa đã hiểu chuyện đời, nếu chẳng nói thì trong 10 đứa hết 9 đứa phạm phải tật này, đáng sợ vô cùng. Mạnh Vũ Bá nói về đạo hiếu, Khổng Tử dạy: phụ mẫu duy kỳ tật nhi yêu, cha mẹ chỉ lo về tật ấy, những tật khác đều không quan hệ lắm. Chơi bời bừa bãi, thủ dâm, tham ân ái, quả thật là chuyện khẩn yếu quan trọng nhất. Vì thế Khổng Tử mới nói đến điều này. Nhưng người chú dài chẳng chịu nói rõ chỗ tai hại nhất, khiến cho lời của Khổng Tử cũng chẳng có hiệu quả thật sự, đáng than thay. Hiện thời Phật giáo bị tai ách đến cùng cực, đúng là tới mức không làm sao được nữa. Những vị đại hòa thượng mơ màng chỉ biết tham danh lợi, ham quyến thuộc, chẳng nói đến chuyện chân tu thực hành, chỉ mong thông nhận đồ đệ tràn lan, truyền giới tràn lan, cho tăng chúng cư ngụ tràn lan thật đông, mong nhờ vào đó để phô trương thanh thế đạo khí của chính mình. Đến nỗi có hiện tượng như ngày nay, em trai ông có gửi thư đến kể về hiện tượng lạc thanh ở vùng ông cũng nguy ngập hết sức. Nếu chẳng quan tâm đến thì dường như thiếu sót trách nhiệm hộ pháp, nếu quan tâm thì đúng là chẳng có biện pháp gì. Vì thế hãy nên xét kỹ tình thế, làm được thì làm, nếu không làm được mà vẫn cứ làm thì cũng vô ích. Kẻ đáng ngại nhất thì một là người hoằng pháp, hai là kẻ trà trộn để kiếm cơm đã ươm sẵn thành mối họa này. Cho đến khi tai họa ụp xuống vẫn chẳng biết hối cải, chỉ biết cầu người khác, chẳng biết cầu Phật và cầu nơi chính mình, cũng đáng buồn thay. Do vậy quang giữ chặt chủ nghĩa, chẳng lập đồ chúng, vì quá chán ngán những hành vi ấy, chẳng muốn giúp họ tạo sóng gió để rồi cùng đi đến chỗ bại hoại. Nghe nói ở Nam Kinh đã có tăng sĩ cưới vợ, ở Bắc Kinh đã tiến hành cướp đoạt tài sản. Những kẻ đoạt tài sản vẫn không cấm người khác tu trì. Sở dĩ như vậy là vì họ muốn mượn danh nghĩa khuếch trường giáo dục để mong lèn đầy túi riêng. Chẳng hiểu nhân quả, chẳng biết đạo làm người, chỉ năm năm cậy mạnh đốt yếu. Đã thế, tăng không có thật đức nên mới hy thành ra ác quả này. Buồn thay, hiện thời quân đội thường đóng quân trong nhà người ta, huống chi là chùa miếu. Ông và vị đầu đà tăng đều chẳng biết sự thể hiện tại, cứ cầu cạnh người khác, đâm ra trước lấy sự hủy nhục phỉ báng. Chỉ có cực lực tu trì cầu tam bảo gia vị là thượng sách. 40-50 năm trước đây, đại bi viện ở Thiên Tân hoàn toàn lọt vào giữa trại lính, hổ tiên quậy phá, sĩ quan trong trại lính chẳng thể ở được. Thỉnh lão hòa thượng của đại bi viện đến liền lặng yên vô sự. Sĩ quan rất tôn trọng, những chuyện quét dọn hàng ngày trong đại bi viện đều do các binh lính thuộc doanh trại làm. Buổi tối tăng chúng ra ngoài phóng diệm khẩu, trở về kêu cửa, họ liền mở cửa trại. Lại có vị đáp thuyền, thuyền cập bến trong đêm cũng không bị ngăn cấm. Thị trấn Mộc Độc thuộc tỉnh Giang Tô có đến 1.000 lính đều đóng trong nhà dân. Nghe nói binh lính gần đây vẫn còn hiền lành, chẳng ngang ngược tàn bạo. Trong lúc này, một là dùng tu trì để cầu tam bảo gia bị, hai là dùng tu trì khiến cho quan lẫn lính đều kính trọng. Hạ viện chùa Linh Nham ở ngoài cửa Tây thành Tô Châu cũng có 40-50 tên lính ở, chúng còn hiền lành, chẳng nấu đồ mặn trong chùa. Đây cũng là chuyện rất khó có vậy. Mong ông hãy nói với vị đầu đà tăng, từ dày chỉ nên cầu tam bảo, đừng cầu cạnh người khác. Cầu cạnh người khác chẳng những vô ích, ngược lại còn bị mang tiếng nhục là bản thân thiếu đạo đức. Kẻ quấy rối thần sẽ gặp tai ương, chắc điều ấy cũng khiến cho cái tâm của kẻ tàn bạo bị nguội lạnh. Cũng có thể dùng điều này để hướng dẫn sự dứt ác bỏ bạo vậy. Thân thích của ông khoe khoang giàu có, chẳng mấy chốc sẽ tan cửa nát nhà. Đang trong đại loạn này vẫn chẳng biết nấu mình, đúng là nằm yên trên đống củi chất cao, phía dưới đã đốt lửa, vẫn cứ lầm tưởng đang nhật nhơ, cứ muốn được trường thọ, an lạc, buồn thay. Hiện thời các xứ đói kém há nên biếu tặng ngân nhĩ,
Một hộp ngân nhĩ ấy bằng tiền ăn trong một tháng của mấy gia đình. Chúng ta ăn xong rốt cuộc có ích chi đâu. Danh tiếng của Lô Sơn học đường, Quang đã nghe ông Vương Ống Nông nói đến từ lâu, cho rằng đây là do một bậc đại thông gia thành lập. Nhưng trong thời thế này, muốn thành tựu nhân tài thật sự mà mỗi chuyện học sinh đều phải tự làm, thì thời gian học hành sẽ ít, thời gian làm lụng lại nhiều. Đối với kẻ thượng can thì được, đối với kẻ trung hạ, không khỏi khó thể thành tựu. Đang trong thời thế này, học sinh chẳng làm văn, mà muốn học thành tài xong, sẽ tự biết khế lý, thích nghi, sợ rằng kẻ bình thường chẳng thể mong chi thành công được. Lại nghe Tích Quan kể nhiều lần nhà trường sai học sinh xuống núi gánh vải, vải do nữ sinh dệt gửi xuống tiệm nhuộm ở dưới núi nhuộm cho đẹp rồi đem về cắt quần áo, đi về hơn trăm dặm, chẳng cho tiền chi dụng. Lời này dường như chẳng thật, nhưng qua điều này cũng có thể thấy được tình trạng chẳng thông cảm cho nỗi vất vả khi học sinh đi ra ngoài. Tích Quan từng đưa một học sinh bị bệnh trở về Nam Kinh, mà Tích Quan cũng đang bệnh rất nặng, do vậy thiếu bân giữ lại chẳng cho quay về trường nữa. Dẫu có đến trường cũng chỉ học thành lão nông, lão ngư phủ. Quả chuyện đọc sách làm văn, muốn đảo luyện cho thích hợp lại càng là điều khó nhất trong những điều khó. Vị hiệu trưởng ấy vì muốn uốn nắn thói tệ đương thời, nhưng chấp nệ quy cách thời cổ, chẳng biết sử sự linh động để trí óc thân thể và quốc gia đều được lợi ích. Nhưng các trường học khác thường dạy học sinh học theo nhân cách bại hoại, còn trong nhà trường này chỉ có mỗi một việc ấy, tức là vừa học vừa làm là còn đáng an ủi. Cổ nhân vừa cày vừa học, người hiện thời lìa nhà theo thầy, há nên dùng cách vừa học vừa cày để vun quén nhân tài hay chăng? Những chuyện nấu cơm trồng rau đẵn củi hãy nên để cho những kẻ hầu làm, còn những chuyện khác học sinh tự làm thì chẳng phí thời gian mà cũng chẳng mệt nhọc quá mức, miễn sao chẳng sanh kiêu căng phóng dật là được rồi. Tiếc cho vị hiệu trưởng ấy chưa thấy được điều đó, đến nỗi một phen mang tâm sự tốt lành hóa ra chẳng có thành tựu gì. Ấy cũng là một tình trạng đáng thương xót nhất trong đời mạt. Trong thư gửi lại đợt trước, ông nói ngày tháng dương lịch khác với âm lịch nên theo loại nào, chưa chắc âm lịch đã hoàn toàn biến mất. Dẫu hoàn toàn biến mất nhưng trong dương lịch còn có ghi ngày sóc vọng của âm lịch thì vẫn có thể suy ra biết ngày tháng được. Nếu hoàn toàn chẳng biết thì chỉ dùng cái tâm tiết dục căn cứ theo dương lịch mà thực hành cũng vẫn được lợi ích do bảo vệ thân thể. Bất quá ngày tốt xấu can trì của mỗi ngày chẳng thể dễ gì biết được. Trong thư trước tôi quên mất không nhắc đến chuyện này. Ông gửi thư cho thầy Đức Sâm cho biết sau một năm rưỡi nữa sẽ giao việc nhà cho vợ sang đất Tô chuyên tâm tu trì tịnh nghiệp. Quang tuyệt đối chẳng cho như vậy là đúng. Nếu vợ ông là người hiểu rõ lý, khéo chăm sóc gia đình, dạy con thì cố nhiên chẳng có gì là không được. Nhưng bà ta là hạng người chẳng hiểu biết gì, ông lại đem hai đứa con chưa được nuôi dạy nên người giao cho bà ta trông nom, tức là ông đã đẩy hai đứa con vào phường hạ lưu rồi đấy. Thiếu sót thiên chức của người làm cha quá lớn. Đối với hai đứa con ông thiếu lòng từ, đối với tổ tiên cha mẹ ông bất hiếu, đối với Phật pháp ông trái nghịch tam quy cũ giới. Lục độ vạn hạnh trong Phật pháp và luân thường xử thế cũng thuộc trong ấy. Ông ở nhà có thể dẫn chúng nó trở về đường tránh. Lắm người trong làng lấy ông làm chuẩn mực. Tuy ông chẳng thi thố lớn lao gì, vẫn có thể là bậc khuôn mẫu cho cả làng. Có lẽ những vị pháp sư khác sẽ ra sức tán thành cách ông làm như thế. Chứ quan trọng phải là loại nhân vật ấy, ông chớ có hiểu lầm. Nếu ông quyết định chẳng nghe theo lời tôi cũng không có cách gì buộc ông phải nghe theo. Nhưng chắc chắn chẳng chấp nhận cho ông sống trong chùa báo quốc. Có lẽ tôi có thể làm được chuyện này. Nếu không phải như vậy, tôi trở về đất thiểm Tây cũng chẳng ngại gì, chứ không nhất định phải sống tại chùa báo quốc cho hết kiếp thừa này. Mỗi người đều có thiên chức, Quang chẳng trụ tại chỗ nào khác mà an trụ tại báo quốc cũng là thiên chức vậy. Nếu Quang là kẻ vọng động vô tri, ác sẽ sanh lòng kinh sợ lớn lao, có thể nào an trụ được. Người hiểu lý ác sẽ miệt thị Quang và khinh nạn Phật pháp. Tuy tôi không có sức ngăn kẻ ác, tôi vẫn còn có sức giữ yên người lành. Tôi đi hay ở có quan hệ lớn với người ở Tô Châu. Ông đi hay ở sẽ có quan hệ lớn đối với hai đứa con. Tôi vốn chẳng muốn nói lời này, vì lo ông đánh mất thiên chức của người cha, nên mới nói đến chuyện hoàn toàn chẳng liên quan đến thiên chức của tôi. Niệm Phật cầu sanh Tây Phương chẳng lại Phật, lại lại Ngọc Đế, thật là điên đảo quá. Phật cao siêu hơn Ngọc Đế, nào phải chỉ khác biệt như trời với vực. Người kém hiểu biết thường cảm thấy Ngọc Đế cao quý cùng cực khôn sánh. Đấy là căn bệnh chung của phường ngu phu ngu phụ chẳng hiểu Phật pháp. Còn người có thể tự kiềm chế mình, thường giữ lòng kiêng sợ và nghĩ mình chẳng bằng người, sẽ chẳng khởi lên ý niệm tranh chấp với người khác. Vì thế phóng ông
Do giữ tấm lòng kiềm chế kiên sợ và nghĩ mình chẳng bằng người nên thành bậc thánh chiết vậy. 143. Thư gửi nữ sĩ Hoàng Châu Phước Thuần. Thời cuộc chẳng yên, cha bà trở lại liền nhanh chóng đưa bà về nhà, chớ học theo kẻ si, cho là cha bà chẳng có lòng yêu thương bà. Phải biết đấy là lòng yêu thương bà thật sự, hơn nữa là do tôi dạy ông ta làm như thế. Bà phải khéo hiểu ý tôi, bà là một phụ nữ do muốn học theo một trường phái văn chương nào đó, bà muốn bái một đại văn gia làm thầy ư? Tôi dạy bà một cách giản tiện nhất, mỗi ngày bà chí thành niệm Phật và niệm Quán Thế Âm, cầu Phật Bồ Tát gia bị cho bà nghiệp chướng tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng. Nếu được như thế thì vừa đọc sách của cổ nhân liền hiểu đạo lý, hiểu cách viết văn, do vậy chẳng cần phải bái sư học văn nữa. Hết thảy kinh, hết thảy sách đều là văn chương. Nếu tâm địa mở mang, lo chi chẳng biết cách viết văn. Tâm địa chẳng mở mang, dù có học cũng chẳng có thành tựu lớn lao. Bà chí thành thì chẳng những thông đạo văn chương mà còn có thể sanh con. Vì sao vậy? Nữ nhân xem có con là điều vinh hạnh. Tùy chồng bà ăn ở có tình có nghĩa, không để ý đến chuyện có con hay không, rốt cuộc vẫn chẳng bằng có con hồng thỏa mãn ý nguyện cưới vợ. Phẩm Phổ Môn nói, nhược hữu nữ nhân, thiết dục cầu nam, lễ bái cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát, tiện sanh phước đức trí huệ chi nam. Nếu có người nữ muốn ví như muốn cầu con trai, lễ bái cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát, bèn sanh con trai phước đức trí huệ. Không vào lâu nữa tôi sẽ chết, do bà vừa là đồ đệ vừa là đồ tôn của tôi, nên tính toán cho bà, tôi đều tính trên đại thể. Bà phải khéo hiểu ý tôi, tự nhiên bà sẽ dùng được cả đời vẫn chẳng hết. 144. Thư gửi nữ sĩ Châu Phước Uyên. Con người sống trong thế gian, cha mẹ, thọ mạng, tướng mạo, học vấn, chồng vợ, con cái đều do nghiệp đã tạo trong đời trước chưa cả. Nếu có đại công đức, đời này sẽ hơn gấp bội so với đời trước. Nếu có tội lỗi lớn sẽ kém hơn đời trước bội phần. Do vậy phải sốt sắng tu trì để bù đắp nghiệp trước. Bà muốn có một người chồng tốt, có học vấn, có tài năng, có phong thái đạo đức thì sợ rằng đời trước bà chưa vun bồi được phước ấy, nên tấm lòng si dại của bà chưa thể thỏa mãn được đâu. Kinh Lăng Nghiêm nói, kẻ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì cầu vợ được vợ, cầu con được con. Cầu vợ nơi Bồ Tát nghĩa là cầu Bồ Tát gia bị để được vợ hiền, có trí huệ, phước đức. Và cầu chồng cũng vậy thôi, dốc hết sức niệm Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ được mãn nguyện. Nếu không, dù lấy được người chồng tốt, có thể ông ta lại đoản mạng, lắm bệnh, gặp họa hoạn, vân vân, huống chi chưa chắc đã lấy được người chồng tốt đó ư. Bà chớ nên cậy xinh đẹp rồi khởi tâm kiêu ngạo, chẳng dứt được cái tâm ấy sẽ khó thể được phước. Bà nghe kỹ lời tôi sẽ được thọ dụng vượt xa hơn phước đã vun bồi trong đời trước nhiều lần lắm. 145. Thư gửi cư sĩ Châu Pháp Lợi. Bà lá thư. Một, xem thư ông, những gì ông nói đều chỉ là do bày trò đùa giỡn, hoàn toàn chẳng phải do từng trải thật hành mà có. Thời cuộc hiện tại không tốt, thương nghiệp suy kém, do chẳng thể kiếm tiền nhiều, ông bèn chẳng muốn buôn bán, lại muốn theo đuổi nghề nho, nhưng trong thương trường bẩn thỉu bừa bãi, chẳng nên dẫn mình vào sóng gió để bị chìm đắm. Nho và thương nghiệp xét chung giống như nhau, còn buồn kèo bẩn bừa bãi người ta dễ biết, chứ nhà nho xấu xa bừa bãi vẫn được người khác ngưỡng mộ. Nếu ông không có tri kiến lỗi lạc, ắt sẽ bị hãm vào chỗ nước xoáy ấy. Ông chỉ học được thói ăn nói lớn lối, chẳng biết đạo nghiêu thuấn là hiếu đễ mà thôi. Đạo của quân tử nằm trong vòng con cái bầy tôi, em, bạn bè. Thấu hiểu, cùng tận lý của sự vật trong thiên hạ, thì tuy là bậc thánh nhân vẫn chưa chắc đã làm được, nhưng trừ khử được món vật tư dục trong tâm của chính mình, thì sự lý của mọi sự vật trong thiên hạ sẽ đều thấu hiểu cùng tận. Tư dục trong tâm, nêu lên những thứ nặng nề nhất thì chính là tham sân si tài sắc của cải, thành danh quyền thế địa vị. Hết có điều gì ham muốn đều là tư dục cả. Ngày như bọn lý học nói lý trái lẽ là vì tư dục quá lớn vậy. Lúc này đất nước lắm tai nạn, nhân dân thống khổ đều là vì bọn lý học phá nhân quả rồi thai nghén thành hình, chẳng thể không biết. Thánh nhân dạy người phương pháp cách vật trí chi, thành ý chánh tâm, tu thân để gia trị quốc bình thiên hạ. Chính là dạy con người tu dưỡng từ gần đến xa, từ thân đến sơ, sao cho tư dục trong lòng người bị trừ khử, thì lương tri sẵn có sẽ tự phát hiện. Từ đấy ý thành tâm chánh, thân tu gia tẻ nước trị thiên hạ bình. Há có phải thấu hiểu cùng tận lý của mọi sự vật trong thiên hạ, rồi mới có thể thành ý chánh tâm ư? Nếu nói như vậy, thì kẻ chẳng đọc trọn khắp hết thảy các sách thế gian và xuất thế gian, chẳng đi khắp các nước sẽ chẳng có hy vọng thành ý chánh tâm hay sao?
Phải biết, trừ khử tư dục để thấu tỏ lương tri, hòng thành ý chánh tâm thì người tuy chẳng biết một chữ vẫn có thể làm được, do thấu hiểu cùng tận lý của mọi sự vật trong thiên hạ để cầu đạt đến tột cùng, dù có là thánh nhân vẫn chẳng thể làm được. Không chẳng biết họ Châu, tức Châu Hy, hiểu sai chữ vật và chữ cách nên báng Phật phá nhân quả luân hồi, lại còn ăn trộm cách tham cứu của thiền tông để tự khoe tài, vì thế nói một mai bừng tỏ liền thông suốt. Nếu ông nghĩ giải thích chữ cách vật theo kiểu của họ Châu là đúng thì giúp ông cách suốt cả đời vẫn chẳng đạt đến chỗ cùng tận, nói gì đến chuyện bừng tỏ thông suốt. Lời bàn luận dài dòng lần này quan hệ rất lớn, do vậy tôi khuyên ông cũng nên đưa cho cha ông đọc thư này. Còn chuyện ông theo đuổi nghề buôn bán hay nghề nho, ông hãy tự suy xét. Nếu đọc đến phần nói về căn bệnh của ông trong đoạn thư trước chẳng sanh lòng cảm kích, trái lại sanh ra phiền não, thì ông làm thương nhân cũng sẽ là ngụy thương, làm nhà nho cũng là ngụy nho, theo đuổi việc dạy dỗ người khác mà liệt khỏi luân thường nhân quả thì cũng chỉ rớt vào tình cảnh thật sự là tự lầm lầm người mà thôi. Sợ ông còn mơ màng chẳng thấy được điều này nên phải nói sẵn, nếu không tin tưởng chẳng ngại gì giữ lại thư này để sau này làm gương nhằm biện định thành hai bạn do tuân theo hay chống trái. Quốc học chuyên tu quán ở Phù Tích do Quan Hàn Lâm Đời Thanh trước kia là Đường Văn Trị sáng lập. Ông này hai mắt không thấy đường, bộ thập tam kinh độc bản do ông ta chú giải, ông thi tỉnh chi bỏ ra mấy vạn đầu khắc ván in được 200 bộ, cậy Quang viết lời tựa. Nhân đó Quang xin gửi cho một bộ gồm hơn 80 cuốn không gắn dây đánh dấu, không in phần thư căn. Hơn 80 cuốn sách ấy làm sao có thể kiểm nghiệm cho được, do vậy biết họ chỉ tuân theo lối cổ, chẳng biết làm lợi cho người khác. Quang bận bịu lắm việc chẳng thể nào đọc hết được. Giờ xem đại lược, thấy ông ta chỉ ra những thiên thuấn điển, thái giáp, hàm hữu nhất đức, thuyết mạng vân vân trong kinh thư đều là ngụy tạo. Đối với thiên hàm hữu nhất đức đều lấy những sách đã dẫn trên đây để làm chứng, chẳng nghĩ kẻ ngụy tạo có thể dẫn những đoạn kinh văn thuộc phần sau thiên hàm hữu nhất đức. Há những người viết ra những sách ấy chẳng được trích dẫn phần trước của thiên hàm hữu nhất đức ư? Do vậy Quang sợ quá, sau này gặp ông thì tỉnh trì cho biết ông Đường muốn là bậc cao nhân đệ nhất từ ngày xưa tới nay, bèn làm ra vẻ lập dị hòng lưu danh cho đời sau, đến nỗi mắt của chính mình không thấy được ánh sáng mặt trời nữa, chẳng đáng buồn ư? Hai hôm trước đã nhận được thư của ông Đủ Cả, ông đã lấy vợ phải thưởng mang ý niệm là vui lòng cha mẹ, vợ chồng kính trọng lẫn nhau, chớ nên vì hiềm khích nhỏ nhặt mà đến nỗi vợ chồng chẳng hòa thuận, khiến cho cha mẹ đau lòng. Sách Trung Dụng nói, thê tử hào hợp như cổ sắt cầm, huynh đệ ký hấp, hòa lạc thả đam, nghi nhĩ thất gia, lạc nhĩ thê nọa, vợ con vui vẻ hòa hợp như khải đàn sắt đàn cầm, anh em hòa thuận, vừa yên vừa vui, cửa nhà yên ổn, vợ con vui vầy. Khổng Tử nói, phụ mẫu kỷ thuận hỷ hồ, chính là nói vợ chồng anh em hòa thuận, thì lòng cha mẹ vui sướng vậy. Này làm phận con không lâu sau lại sẽ làm cha kẻ khác, nếu chẳng thực hành đạo khiến cho cha mẹ vui sướng, nó sẽ thành con ngỗ nghịch bất hiếu. Ví như nước nhỏ giọt ở mái hiên, từng giọt giống hệt như nhau. Quang già rồi chẳng thể thường răn dạy ông. Ông chịu nỗ lực chọn hết đạo làm con, nó sẽ có thể dự vào bậc thánh bậc hiền, tương lai vãng sanh Tây Phương. Đấy chính là pháp lợi ông sẽ đạt được. Vợ ông có pháp danh là pháp ích, chịu hành theo pháp sẽ đạt được lợi ích chân thật. Bệnh cùi là căn bệnh chẳng dễ gì trị được. Năm ngoái do ông Bàng Tánh Tồn đi phát trần tìm ra được cách trị, nay gửi cho ông phương thuốc ấy, tức là bài thuốc trị bệnh cùi ở sau cuốn Sơ Cơ Tiền Đạo, hướng dẫn cho người sơ cơ. Mong hãy lưu hành rộng khắp, nếu quý địa cũng có căn bệnh này thì chẳng ngại gì đề xướng loại ngao cao này cho mọi người. Bà ở ngân hàng trong hết thảy mọi lúc ông phải chú tâm cẩn thận, đừng học thói ăn nói lớn lối, chẳng tích cực dốc lòng vào mọi chuyện nhỏ nhặt. Phải biết thái độ ấy là thái độ của kẻ bại hoại, bởi trước làm chuyện lớn đã coi thường chuyện nhỏ, tưởng mình tài năng lớn lao, cứ gì phải ràng buộc bởi chuyện này. Phải biết đấy là mầm mống của phường hạ lưu dối mình lừa người. Phàm người làm việc lớn quyết chẳng chịu khinh thường chuyện nhỏ, phàm ai khinh thường chuyện nhỏ chắc chắn chẳng thể đảm nhiệm chuyện lớn. Ý sao biết vậy? Do quân tử hành xử đúng với địa vị, ông thuộc địa vị làm chuyện nhỏ nhưng chẳng chịu chọn hết chức trách và bổn phận, cho rằng ta cần gì phải dụng tâm nơi chuyện này, thì khi được làm chuyện lớn kiêu căng phóng túng buông lung sẽ dấy lên. Ấy là vì cội rễ chưa lập, do đâu mà cảnh nhánh tươi tốt tỏa rộng cho được. Ví như một người có chút tài mọn,
cũng có chút đôi chút tu trì, trong tâm bèn cảm thấy ta rất cao minh tu trì dữ lắm. Do đó cái tâm ngạo nghễ ngã mạn sẽ chiêu khởi những oán gia đối đầu từng bị ta hãm hại trong đời trước, nhập vào thân tâm hiện thời đến nỗi tài chẳng thành gì, tu chẳng ra chi. Nếu kẻ ấy kiềm cùng hiếu thuận, do sức tu trì ấy sẽ tiêu diệt được tốt nghiệp, tăng trưởng thiện căn, mai sau lâm chung sẽ vãng sanh Tây Phương, được lợi ích thật sự là siêu phàm nhập thánh. So với những kẻ tự lầm lạc, ngạo nghễ, lợi hại nào phải chỉ khác biệt như trời với vực. Chuyện này đương nhiên ông phải biết, Ngõ Hầu dùng điều này là hướng dẫn cho tương lai của ông vậy. 146. Thư trả lời cư sĩ Tăng Di Chi. Đọc những gì ông Diêu Hà Xanh kể về mọi chuyện, trong lúc cha ông ta là Tiết Khanh Lâm Trung, biết đó là vì lúc bình thường, quả thật cụ ấy chưa nhất quyết muốn vãng sanh. Nếu nhất quyết muốn vãng sanh, há lẽ nào bảo người nhà niệm Quán Âm để cầu lành bệnh, đợi khi tắt thở rồi mới niệm Phật ư? Người niệm Phật bị bệnh liền nghĩ là sắp chết, nhất tâm niệm Phật, nếu tuổi thọ chưa hết sẽ đâm ra chóng lành. Nếu chỉ mong lành bệnh tức là sợ chết, có cái tâm sợ chết sẽ khó cảm được Phật. May là Tiết Khanh Lâm Trung có người trợ niệm, Hà Xanh chẳng tiếc nuối vì chưa kiệt lực trợ niệm, lại ngược ngạo buồn tiếc rằng thuốc thang chưa tinh tưởng đến tột cùng, đúng là vô vị đến cùng cực. Cha sắp chết há còn cần phải mời thầy thuốc khám bệnh, do chuẩn trị cả thêm mù quáng, há có nên sau đó lại nói những lời lẽ tệ hại vô vị ấy chăng? Dựa theo tình hình lúc Tiết Khanh Lâm Trung, phần nhiều là do sức người khác trợ niệm, người trợ niệm nên hướng dẫn quyến thuộc cả nhà đều cùng niệm Phật. Trường cư sĩ há nên sợ phiền rồi, chẳng hỏi đến con cái ông cụ. Những chuyện này cũng đều là vì chẳng biết sự thể của việc trợ niệm, sau này phải chú ý, phải cực lực khuyên cả nhà hãy chuyên tâm niệm Phật. Nhờ sức trợ niệm nên Tiết Khanh Lâm Trung có tướng lành, thiêu xong xương trắng sạch, lại có miếng xương đỏ như hoa sen, ấy đều là do nhân duyên Phật Pháp và thiện hạnh cảm thành. Còn như nói xương Quán Âm đều là màu hoa sen đỏ, lời lẽ ấy phát xuất từ sách vở do ngoại đạo ngụy tạo, chẳng đáng tin cậy. Quán Âm chính là vị của Phật trong quá khứ, ai thấy màu xương của Ngài như thế nào, quả thật kinh Phật chẳng hề nói đến. Hà Sanh nói do phạm lỗi kê toa thuốc không khéo, và sau này cha nhiều lần bị bệnh trầm kha, không thể tiêu tàn được mối tiếc hận ấy, vân vân, đều là nói nhảm nhí. Sao không rốt lánh người nhà ông ta, bỏ ngủ quên ăn trí tâm niệm Phật, để nếu như cha chưa được vãng sanh, bèn vãng sanh ngay, nếu đã vãng sanh sẽ tăng cao phẩm sen. Qua ngục lực tinh thần đều chẳng đủ, nhưng do thấy những điều sai lầm của cha con Hà Sanh và Trương cư sĩ, không thể không chỉ ra từng điều một, Ngõ Hầu sau này ai nấy đều được vãng sanh Tây Phương. 147. Thư trả lời cư sĩ Dương Huệ Phương. Ngày 18 tháng 10 năm Dân Quốc 28, 1939. Nhận được thư khôn ngàn cảm thán, may là bưu phiếu bị sai, nếu không các ông sẽ tưởng chuyện sai lầm là trợ niệm đắc lực. Khoảng giữa hạ sang thu năm nay, ôn dịch xảy ra dữ dội tại huyện Độc Sơn, Quý Châu, có hai đệ tử nhiễm bệnh dịch qua đời. Trần Tông Tử sau cơn thổ tả nằm trên giường niệm Phật, nhẹ nhàng qua đời, hoàn toàn không có hiện tượng riêng gì khổ sở, do tâm chính mình chẳng điên đảo. Mọi người trợ niệm đã được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Tông Tịnh sau cơn thổ tả thần thức rất thanh tịnh, vẫn muốn được lành bệnh bèn niệm Quán Âm. Đây cũng là sự sai lầm rất ít đọc những sách tịnh độ và văn sao, hễ có bệnh để nghĩ sắp vãng sanh, niệm Phật cầu vãng sanh. Nếu tuổi thọ trong cõi đời chưa hết chắc sẽ được mau lành, nếu tuổi thọ trong cõi đời đã hết chẳng đến nỗi vì cầu lành bệnh mà chẳng thể cảm ứng đạo giao cùng Phật. May là ông tự biết chẳng thể vãn hồi được nữa, bèn ngồi xếp bằng niệm Phật, dặn dò người nhà. Câu đầu tiên bèn nói, ta chết rồi đừng động đến di thể, ấy là vì muốn ngồi qua đời để làm gương cho những người cùng chí hướng. Tiếp đó dặn được sát sanh chẳng dùng đầu mặn để cúng bái, vân vân, và bảo báo cho ông biết để chuyển tin cho quan, rồi nhất tâm niệm Phật và dặn người nhà trợ niệm. Tông Khiết hoàn toàn chẳng biết sự quan trọng của việc trợ niệm, không động đến thân thể thì tâm chẳng vì bị động mà không thể quy nhất, hoặc nếu do thân không có sức lại do bị giải động sanh đau đớn, tâm sân hận sẽ khởi lên. Tông Khiết lầm lạc đặt thân thể của Tông Tịnh nằm xuống, ngay lập tức Tông Tịnh sân tâm bùng lên cho nên sắc mặt đỏ bừng. May là mọi người tưởng lầm đã đến lúc vãng sanh để lớn tiếng niệm Phật, ông ta còn có thể mấp máy môi niệm theo, vẫn chưa đến nỗi hỏng chuyện. Đến khi tắt hơi rồi, một chân còn chưa duỗi ra là vì Tông Tịnh muốn nhòm dậy nhưng lực bất tùng tâm. Do vậy Tông Khiết nói cụ co được một chân, bèn nhòm dậy muốn ngồi nhưng không còn sức nữa,
bèn nằm thẳng đờ qua đời. Nếu không bị tông khiết mù quáng quấy rối, cảnh tượng lúc tông tịnh mất sẽ là chuyện lạ được đồn lại cả một vùng, nhưng tắt hơi rồi vẫn còn có những chuyện như co chân nhỏm dậy vân vân cũng là rất không bình thường, chắc là ông ta cũng được vãng sanh. Hiện thời gửi sách đến nơi xa rất khó khăn, trước đây tôi vốn muốn gửi sách cho người hỏi bưu cục, họ nói không thể gửi được, đợi đến lúc gửi được sẽ gửi cho những sách thiết yếu. Công phu của Tông Tịnh đủ để chứng tỏ ông ta vượt trội bọn ta. Trải qua một phen bị phá hoại như vậy, sau khi tắt hơi vẫn còn hiện tướng cò trần nhỏm dậy cũng là chuyện trong trăm ngàn vạn người, hiếm có được một hai kẻ. Đủ biết rằng người trợ niệm phải theo chương trình, tuy Tông Khiết chẳng biết chương trình, há có nên chẳng y theo lời ông ta dặn dò, mất rồi không động đến thân thể ư, vẫn cứ tưởng mình trợ đạo, chẳng biết mình đã phá hoại. Nhưng người sở đắc sâu xa thì vẫn chẳng đến nỗi chẳng được hưởng lợi ích vãng sanh vậy. Hơn 10 năm trước, Trịnh Hoại Hồng ở viện Thành Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam, gửi thư xin quy y, rồi khuyên cha mẹ niệm Phật. Năm Dân Quốc 22-1933, Hoại Hồng mất, bà mẹ tình thương con quá đậm bèn uống thuốc độc, ngồi xếp bằng chắp tay niệm Phật qua đời. Vẻ mặt tươi nhuận, so ra còn đẹp đẽ hơn lúc sống. Người trong cả một vùng nghe chuyện từ đấy niệm Phật quá nửa. Cha Huệ Hồng tên là Bá Thuần, pháp danh Đức Thuần, là kẻ sĩ học rộng nhưng chẳng muốn ra làm quan. Trước đấy đã nghiên cứu kinh dịch mấy năm, rồi nghiên cứu kinh điển của thuật luyện đan, sau đó nghiên cứu thiền tông. Huệ Hồng buôn bán ở bên ngoài, gửi cho cha rất nhiều sách tịnh độ khuyên tu tịnh nghiệp. Ông ta bèn chuyên tu tịnh nghiệp, đồng thời làm người hướng dẫn cho cả vùng. Nhưng người tin theo rất ít, do bà vợ ông ta uống thuốc độc, ngồi xếp bằng chắp tay niệm Phật qua đời. Kẻ không tin đều sanh lòng tin. Người phụ nữ đó chưa từng học hành, uống thuốc độc xong có thể hiện tướng chẳng thể nghĩ bạn ấy. Đủ biết được lợi ích của pháp môn này là rất khó có, hy hữu vậy. Do loại tiền 5 cắc, số tiền gửi bằng mỗi tờ 5 cắc tính gộp lại là 22 đồng, là loại chẳng thể dùng được. Ông bèn gửi bù, đây cũng là do sự mất mát nhỏ nhoi mà được sự lợi ích lớn lao, sao lại nói là sự mất mát nhỏ nhoi? Ông hoàn toàn chẳng biết Quang là người như thế nào, trong lòng cứ áy náy vì biêu phiếu 22 đồng vô dụng, mong Quang gửi trả lại để điều đình với biêu cục, đổi cho biêu phiếu khác. Chẳng biết Quang suốt đời chẳng dùng tiền sai quấy, hễ có tiền nếu không dùng để in sách tặng sách, cũng dùng tiền đó để cứu trợ tai nạn, giúp kẻ ngặt nghèo, chẳng thâu đồ đệ, chẳng làm trụ trì chùa miếu, chẳng để lại gì hòng kỷ niệm sau khi mất, trừ quần áo bản thân đang mặc ra, đều dùng làm chuyện công ích. 22 đồng dẫu vô dụng cũng giống như đem cho nhà nước. Ông làm cách đó chính là dùng thói trẻ nít đầu đường xó chợ để xét Quang vậy. Nhưng nếu chẳng do chuyện này, chưa chắc đã đặc biệt nói đến chuyện của Tông Tử, Tông Tịnh. Do những chuyện này, mong mọi người niệm Phật đều được nhờ sức trợ niệm vãng sanh, đấy là lợi ích không chi lớn lao hơn được. 148. Thư trả lời cư sĩ Lưu Huệ Dân. 5 lá thư, ông này pháp danh là Đức Huệ. Những lá thư này được viết trong khoảng thời gian từ năm Dân Quốc 21-1932 đến năm Dân Quốc 28-1939, tập hợp những sao lục trích yếu. 1. Dùng chắp tay 10 ngón để xin quy y, há cõi đời có lẽ ấy hay chăng? Kẻ muốn học nghề cạo đầu chữa chân, khi bái sư cũng phải 3 lần quỳ, 9 lần dập đầu. Huống chi quy y tam bảo, muốn nhờ đó để siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử ư? Hình mạng như thế sao dám chấp nhận để tự khinh ư? Vì thế đem nguyên thư gửi lại, mong hãy kiếm vị minh sư khác. 2. Người học Phật ắt phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, tự hành dạy người cùng tu tịnh nghiệp. Lúc niệm Phật cần phải thâu nhiếp tai lắng nghe, từng chữ từng câu chẳng để luống qua, lâu ngày chảy thắng thân tâm sẽ quy nhất. Bộ pháp lắng nghe đúng là pháp quan trọng trong pháp môn niệm Phật, bất luận là ai đều có lợi chứ không có điều tệ, công đức rất sâu. Chẳng như những pháp quán tưởng vân vân, người biết pháp sẽ được lợi ích, kẻ chẳng biết pháp phần nhiều bị tổn hại. Vì thế chẳng thể dạy kẻ chẳng hiểu giáo lý, chẳng thông tánh thể tu tập những pháp quán tưởng vân vân. Ông muốn quy y bèn đặt pháp danh là Đức Huệ, dùng pháp tín nguyện niệm Phật để tự lại mình lại người, công đức chẳng thể nghĩ bàn. 3. Hôm trước nhận được khoản tiền 10 đồng do ông gửi, nay đã đem 100 đồng để phụ giúp hành động tốt lành của một đệ tử thuộc thành phố này. 10 đồng của ông cũng nằm trong số đó. Quang hễ có tiền để dùng ngay, hoặc là dùng để in kinh sách, hoặc để cứu trợ tai nạn,
Có hầu những ai gửi biếu quang đều được quy công vào thật tế, cho đến lúc chết còn chỉ mang theo y phục tùy thân mà thôi, để khỏi bị sau khi chết đi kẻ được hưởng tài vật rủa xả là con quỷ tham lam. 4. Bệnh của con gái Lệnh Hữu đã lành cũng là do lòng thành của bà nội cảm nên. Phạm uống nước đã được gia trì bằng chú Đại Bi, kẻ trí thành sẽ thấy linh nghiệm, kẻ chẳng trí thành khó thấy được hiệu quả. Sách do lệnh sư soạn đã được tiên sinh Đinh Trọng Hiệu khen thì được rồi. Quang mắt đã gần lòa, ngay khi viết thư này phải dùng cả kính lão lẫn kính lúp, miễn cưỡng gõ gẫm. Cái thói sáo rỗng chưa thấy cuốn sách ấy mà đã viết lời bàn luận khen ngợi, Quang tuyệt đối chẳng có gan viết. Này mục lực ngày càng suy, trí nhớ ngày càng kém, sách đã không thể đọc được thì lời tựa cũng chẳng thể nào viết được. Hai thứ sách đề nghị, yêu cầu viết lời tựa lời bình đều gửi lại bằng thư bảo đảm, từ giày đừng gửi thư đến nữa, cũng đừng giới thiệu người khác đến quy y do không đủ sức để thủ tiếp. 5. Ông là người đề xướng thì phải nên ăn chay trường để làm gương, quán âm điện, nên đợi thái bình rồi hãy xây cất để khỏi bị kẻ khác nghĩ ông có tiền rồi nảy sanh ý xấu. Mẹ ông đã ngoài 60, hãy nên nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chớ có tâm cầu phước báo nhân thiên đời sau. Tập hễ có một niệm cầu phước báo nhân thiên đời sau, sẽ chẳng thể vãng sanh Tây Phương được. 4. Pháp danh viết trong tờ giấy khác, gửi kèm theo thư, tiền hương kính không cần phải gửi thêm. Hiện thời Quang chẳng có chuyện gì cần dùng đến tiền, chỉ mong mọi người ai nấy ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương, ngoài ra chẳng mong cầu chi hết. Pháp sư Đức Sâm hiện đang ở chùa Thái Bình tại Thượng Hải, đợi rào chắn các sách, hiện tại bưu điện chẳng thể gửi các bưu kiện theo đúng thời hạn được, sợ bị lạc mất. Vì thế thầy ấy ở luôn tại đất thần Thượng Hải để rào chắn cho ổn thỏa. Quảng Hóa xã do giao thông hiện thời chẳng tiện, chuyện gì cũng gian nan, phạm vi bị thu hẹp lại, ba người tại gia đều từ biệt ra đi. Do thầy Đức Sâm vẫn còn ở đất thân, Quang phái một vị tăng tạm thời thay thế lo liệu, phương pháp chiếu theo giá vốn và nhận tiền sau mới giao sách. Do vấn đề thời cuộc, sách gửi bị lạc mất giữa đường nên không đủ sức và có sách để gửi tiếp tục được. Không phải chúng tôi khắc nghiệt mà do thời thế xui khiến cho chẳng thể không làm được, không làm như vậy được. 149. Từ trả lời Đại sư Thiện Giác tháng 2 năm Dân Quốc 29-1940, đính kèm thư gửi đến. Ấn công lão sắc pháp sư từ bi soi xét, ngưỡng mộ bậc Thái Sơn bắt đầu đã lâu, hận chưa thể đích thân hầu hạ. Đệ tử từ khi xuất gia đến nay đối với pháp môn tịnh độ sanh lòng tín nguyện sâu xa, hành trì theo pháp này kể ra cũng đã lâu rồi. Gần đây do đọc cuốn nghiên cứu so sánh giữa khoa học và Phật pháp, thấy trong tác phẩm ấy, nữ sĩ Lã Bích Thành gửi thư cho cư sĩ Vương Quý Đồng nói, trong 48 nguyện có câu chỉ trừ ngũ nghịch, nhưng quán vô lượng thọ Phật kinh lại chấp nhận cho kẻ ngũ nghịch được vãng sanh, cho là hai kinh mâu thuẫn lẫn nhau, lòng tin bèn đuôi sụt. Ông Vương Quý Đồng trả lời chẳng thật tường tận, đệ tử chướng nặng si nhiều, đối với điều này cũng sanh nghi hoặc sâu đậm, lại sợ người khác cũng sanh mối nghi này. Vì thế riêng dân thư này, giặc mình khẩn cầu thầy từ bi thương xót, khai thị tường tận để đệ tử và hết thảy chúng sanh trong hiện tại vị lai đều được trừ nghi sanh tín, cảm tạ khôn cùng. Thêm nữa, trong 48 nguyện, phía sau cầu chỉ trừ ngũ nghịch còn có bốn chữ phỉ báng chánh pháp, còn quán kinh không có, chẳng biết có phải là do bốn chữ này nên hai kinh chẳng mâu thuẫn lẫn nhau hay không. Pháp môn tịnh độ chính là pháp môn đặc biệt trong Phật pháp, lợi ích khác biệt với những pháp môn thông thường rất lớn. Giờ này có nhiều người cứ dựa theo những pháp môn phổ thông để luận định pháp môn tịnh độ, do vậy tự lầm lầm người, vẫn tự cho là mình đã hoằng pháp lợi sanh, nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Điều lầm lẫn trước nhất là do chẳng suy xét sự lớn nhỏ khó dễ giữa Phật lực và tự lực. Đối với pháp môn cậy vào Phật lực lại ương ngạnh, muốn viện dẫn pháp môn cậy vào tự lực để biện luận nên mới bị lầm lạc như vậy. Nếu biết Phật lực chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể dùng sức tu trì của kẻ phàm phu để dẫy triển vượng để bình luận, thì hết thảy những tâm nghi hoặc chẳng tin đều tiêu tan hết. Những cầu nãi trí thập niệm hàm ra nhiếp thọ, duy trì ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp, cho đến 10 niệm đều được nhiếp thọ, chỉ trừ kẻ ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp trong kinh vô lượng thọ là luận theo lúc bình thường chứ không luận trên lúc lâm chung. Do kẻ ấy đã có tội ngũ nghịch cực nặng, lại kèm thêm tà kiến sâu nặng phỉ báng chánh pháp, cho rằng pháp siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử và niệm Phật vãng sanh do Đức Phật đã nói đều là căn cứ để dụ dỗ gạt gẫm ngu phù ngô phụ vâng thờ giáo pháp của ngài, chứ thật ra chẳng hề có chuyện ấy.
Do có tội chướng cực nặng ấy, dẫu có thiện căn một niệm hay mười niệm, nhưng vì không có tâm hổ thẹn cùng cực, tin tưởng cùng cực nên chẳng thể vãng sanh được. Trường Hạ Hạ Phẩm trong Quán Kinh nói về những kẻ đúc giáp lâm trùng, tướng địa ngục A Tỷ hiện. Tuy Quán Kinh chẳng nói kẻ ấy phỉ báng chánh pháp, nhưng đã là kẻ ngũ nghịch thập ác đầy đủ, mọi điều bất thiện, ắt không thể nào chẳng phỉ báng chánh pháp. Nếu hoàn toàn không phỉ báng chánh pháp, sao lại có thể giết A-la-hán phá hòa hợp tăng làm thân Phật chảy máu được? Thường có kẻ giải thích rằng trong trường hợp này, tức những kẻ được nói trong Quán Kinh thì không báng chánh pháp, trong trường hợp kia, tức những kẻ được nói trong Kinh Vô Lượng Thọ là báng chánh pháp. Thoạt nghe qua cũng rất có lý, nhưng đã không báng pháp, sao lại có thể làm bác sự đại nghịch ấy cho được? Do vậy biết rằng 48 nguyện là luận theo lúc bình thường, còn chương Hạ Hạ Phẩm của Quán Kinh luận theo lúc đã thấy tướng khổ cùng cực của địa ngục, cái ấy hoảng sợ không thể nào diễn tả được. Vừa nghe danh hiệu Phật bèn xót xa cầu xin được cứu giúp, chọn chẳng có ý niệm nào khác, chỉ có ý niệm cầu Phật cứu độ hộ niệm. Tuy là vừa nghe liền niệm nhưng đã toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm, cho nên tùy chỉ 10 niệm hoặc chỉ một niệm vẫn được Phật tử lực tiếp dẫn vãng sanh. 48 nguyện là luận theo lúc bình thường, chương Hạ Hạ Phẩm của Quán Kinh nói về lúc lâm chung, do thời gian sự việc khác biệt nên có sự nhiếp thọ hay không nhiếp thọ sai khác, cho đó là mâu thuẫn, tức là trở thành gã xì ngốc vậy. 150. Thư trả lời cư sĩ Tống Huệ Trạm, Nam Dân Quốc 27-1938, Hoàng Hóa Xã, tăng giá sách 3 phần. Đây là so sánh giá sách của năm 27 với năm 26 mà nói. Đến mùa thu Nam Dân Quốc 28-1939 trở đi lại tăng giá gấp đôi, nhưng vẫn chưa tái bản sách được. Quang thật bội phục tâm nguyện của ông, nhưng Quang chẳng nghĩ cách hành động của ông là đúng. Trong lúc đại kiếp này chỉ chú trọng khuyết người niệm Phật và niệm Quán Âm, cần gì phải có cho nhiều thứ sách khiến cho người đọc hoang mang, không biết quay về đâu. Vùng chi chiến sự vẫn ngày càng thêm dữ dội, há có bảo đảm được sau này không có chuyện gì phải trốn tránh nữa hay chăng? Chuyện của Hoàng Hóa Xã là vì nhân dân hiện thời khốn khổ gian nan, những người giúp đỡ tiền in trước kia hoặc phải lánh đi xa hoặc đã nghèo cùng. Quang vừa già vừa lòa mắt, chẳng hỏi đến được. Hoàng Hóa Xã do thầy Đức Sâm đảm nhiệm, Quang bảo thu hẹp phạm vi hoạt động lại, chỉ tuân theo biện pháp lưu thông theo giá vốn. Hiện thời giấy mắc thêm gấp 3, hễ thư gửi xuông tiền không trả lời, thư có kèm theo tiền thỉnh sách, bèn chiếu theo khoản tiền ấy giao sách, ác chẳng đến nỗi khó nghĩ cho đôi bên. Ông chỉ biết đến biện pháp làm ra vẻ kẻ cả, ác sẽ tốn tiền nhiều nhưng thâu được hiệu quả ít ỏi. Nếu chuyên đề sướng niệm Phật thì hãy chuẩn bị đại được các kinh sách tịnh độ, để cực lực để sướng sẽ ít tốn kém mà hiệu quả lại lớn. Hơn nữa để sướng cần phải có nơi chốn, tu chỉ vẫn nên ai tu trong nhà đấy, cốt sao chẳng lỡ việc mà cũng chẳng tốn sức, đấy mới thật là một biện pháp hữu ích nhất. Bộ văn sao của Quang kể từ năm Dân Quốc 15-1926, Trung Hoa Thừa Cục ấn hành hoàn chỉnh bộ Tăng Quảng văn sao xong, bất luận bản nháp nào cũng đều không giữ lại. Nhưng vì thấy Minh Đạo tự lén sai người sao chép lại rất nhiều, rồi sau đó đương gia chùa Linh Nham là thầy Diệu Chân sai người chép lại cho rõ ràng, cho sắp chữ, Quang mới biết, bèn rảo duyệt từng bài một, sắp chữ xong, riêng phần thư tín cũng dài tới một cuốn, những bài khác như tự ký vân vân cũng được một cuốn dài. Hai cuốn sách lần này số trang bằng khoảng 3/5 bộ văn sao 4 cuốn đã in lần trước, cách sắp xếp căn cứ theo y như bộ văn sao đã in lần trước. Ông không cần phải băn khoăn, nếu là những lá thư bình thường, phần nhiều sẽ đâm ra trước lấy sự chán ghét của người khác. Nếu là lá thư thật sự hữu ích, có thể sao ra gửi sang chùa Thái Bình ở đường Bắc, Thành Đô, Thượng Hải, giao cho Pháp Sư Đức Sâm, sau này thỉnh kinh sách, cũng nên tiếp xúc với thầy ấy. Ông nên buông bỏ biện pháp lớn lao, chỉ nên tu chỉ thiết thực, lấy thân làm gương, sốt sáng đề sướng, dùng lòng trí thành cảm người, người ta sẽ vui vẻ thuận theo. Quan giám ngục cử huyện là Lý Bình Nam, đề xướng chưa đầy 2-3 năm, người quy y tại cử huyện đã hơn 100 người, đều là những nam tử trong giới sĩ, nông, công, thương hay chánh trị gia. Ông muốn Quang đại diện đề xướng quyên góp, ông chẳng biết Quang chưa hề mở miệng kêu gọi chuyện ấy, hễ có ai tặng tiền cho Quang để dùng tiền ấy làm công đức, hoặc tặng kinh sách, hoặc cứu trợ tai nạn, hay giúp kẻ nghèo khó. Nếu có kẻ chuộng thể diện đưa sổ vàng quyên góp bảo Quang đứng ra quyên mộ, Quang cũng gửi trả lại sổ vàng,
Chỉ tùy sức tôi giúp được bao nhiêu thì giúp, cũng chẳng viết tên vào sổ vàng ấy, lại còn nói rõ nguyên do. Khi quang xuất gia liền phát nguyện chẳng làm chủ nhân chùa miếu, chẳng thế độ đổ đại, chẳng mộ duyên. Này đã 78 tuổi rồi, rồi luôn giữ được như vậy. Sau 2 ngày nữa là tròn 79 tuổi rồi, trong sáng tối sẽ chết, cớ gì lại trái nghịch lòng ngay thực ban đầu. Đại họa lần này xưa nay chưa hề nghe đến, quả thật là do họ Châu họ Trình bài xích nhân quả ươm thành. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều dùng nhân quả để duy trì, họ bảo thật ra chẳng hề có chuyện ấy, nên khiến cho những kẻ tâm tàn độc nhất càng thêm rất độc. Thật vậy, quân tử chẳng thốt ra những lời nói chơi. 151 thư trả lời cư sĩ Tảo Bội Linh. Vợ chồng cư sĩ Bội Linh sanh liên tiếp 5 đứa con gái. Sau khi quy y Phật Pháp, tận lực làm chuyện lành, ăn chay niệm Phật và cực lực để sướng khuyến hóa tự lợi loại người, đến năm Dân Quốc 25, 1936, ông cùng với các vị cư sĩ như Viên Lệ Đỉnh, vân vân, sáng lập Vô Tích Phật Giáo Tịnh Nghiệp Xã, hướng dẫn nhiều cách chẳng tiếc sức thừa. Mùa đông năm ấy sanh được một trai, đến mùa thu năm Dân Quốc 28, 1939 lại sanh được Đức Trừng. Do cảm kích ân Phật, bèn đem 100 đồng cúng dường cụ Ấn Quang. Lúc ấy nhằm đúng lúc cư sĩ Đậu Tổn Ngô vì hai đứa trẻ nghèo cậy sâm thỉnh lão nhân tổ Ấn Quang viết thư cho cư sĩ Hoàng Hàm Chi, giới thiệu chúng được vào học miễn phí tại Trung học Tam Dục. Lão nhân bèn bảo đem 100 đồng ấy giao cho Hoàng cư sĩ, thay vì đóng góp để cứu trần, để dùng món tiền ấy làm điều kiện giới thiệu cho hai đứa trẻ nghèo, cũng như để khỏi nhờ người khác nói giúp. Hoàng cư sĩ cũng nghĩ đến lòng từ bi của lão nhân mà lo liệu. Cư sĩ Bộ Linh cảm kích trước hành động này của lão nhân. Hành động ấy chẳng chỉ hữu ích riêng cho pháp môn, vì nếu ai nấy đều dụng tâm như vậy, hiện tại của đất nước sẽ dấy lên đông đảo là chuyện chính mắt sẽ thấy. Ông ta bèn đem thư này gửi cho Sâm, bảo đưa vào sách và được thuật nguyên do đầu đuôi. Đức Sâm kính ghi. Trước kia, ông nhiều lần sanh con gái, nay đã nhiều lượt sanh con trai. Có thể thấy là Phật trời giao bị người làm lành, khiến cho mọi việc như ý. Pháp danh của Lệnh Lang là Phước Vĩnh, nhũ danh là Đức Trừng. Chẳng biết Phước Vĩnh có nặng hơn chị và anh hay không, nặng hơn thì đặt pháp danh là Đức Trừng. Phật trời gia vị ông hãy nên tích cực dạy dỗ để nó trở thành chánh khí. Trong thế gian chẳng biết bao nhiêu đứa con có thiên tư tốt đẹp, đều bị những kẻ làm cha mẹ không biết dạy dỗ nuôi thành phường bại hoại, khiến chúng vĩnh viễn đã trong A Tỳ địa ngục. Đấy là một đại bất hạnh cho nước ta. Ông hãy nên biến lòng yêu thương thành khéo dạy thì phước thọ đều được dài lâu, để làm bằng chứng cho thấy tổ tông và ông đã tích đức. 100 đồng ông gửi biếu quang sẽ dùng làm tiền phòng hờ để giới thiệu hai đứa trẻ nghèo được nhập học. Nếu chẳng thể xin nhập học miễn phí được, sẽ dùng món tiền ấy để đóng học phí. Tôi sẽ làm công đức khác, chắc là ông chẳng đến nỗi thất vọng. Trong thời cuộc lúc này, chớ nên bày tiệc đãi khách và dùng rượu thịt. Hãy nên nghĩ đến nỗi đói lạnh của những kẻ đói cơm thiếu áo. Đừng dùng tiền hữu dụng để làm chuyện tổn phước. Những kẻ si trong thế gian phần nhiều như thế đó, mong rằng ông chẳng đến nỗi như vậy. Cả bị coi như thốt lời bậy bạ nhưng chẳng thể không nói, nếu vẫn thuận theo thói tục mà làm thì sai lầm quá rồi. 152 thư gửi Hòa thượng Quảng Huệ, tháng Giêng năm Dân Quốc 29, 1940. 4-5 năm qua chưa được gặp gỡ, khôn ngoan nghĩ nhớ. Mùa thu năm ngoái thầy giám viện là Pháp Độ đến núi, cho biết thầy ấy tính quan Nam Dương, Tân Gia Ba, xin quang viết một bức thư cho 1-2 người quen biết để người Nam Dương không sanh nghi ngờ. Sau khi chiến sự nổ ra vào năm Dân Quốc 26, 1937, quang chọn chẳng biết đến tình hình trên núi, được thầy Pháp Độ tận mặt tường thuật, khôn ngoan hoàn hỉ. Nhân đó giao cho thầy Pháp Độ 300 đồng, nhờ thầy Pháp Độ bẩm lại với tọa hạ, không biết thầy Pháp Độ đã thương lại hay chưa. Vũ Đài là đạo tràng ứng hóa của Ngài Văn Thù, xưa kia bậc cao nhân ở lại đấy nhiều khôn kẻ xiết. Từ cuối đời Thăng trở đi, quốc gia chẳng rảnh rỗi để đề xướng, đến nỗi mang tiếng là đạo tràng mà chỉ còn chùa miếu, muốn tìm một vị tăng giữ giới thanh tịnh cũng khó tìm được. Từ năm Quang Tự 33, 1907, hai vị Hằng Tu và Thừa Tham phát tâm Bồ Đề, dựng thảo am quảng tế ở ngọn Bắc Đài. Quảng nghe tiếng tâm cực khâm phục, nhưng chưa thể tận mặt gặp gỡ chuyện trò. Hai vị ấy mất đi, quả định thượng nhân kế tục chí hướng trụ trì, từng gặp gỡ 4-5 lần nhưng chưa chuyện trò cạn kẽ. Đến năm Dân Quốc 24, 1935, tọa hạ và hồ cư sĩ đến Tô Châu thăm viếng. Lúc ấy nhằm đúng khi mưa sa gió táp, mất còn chưa định,
Đúng là cứu vãn sự mất mát còn không xòe. Sao có thể bàn đến chuyện gì khác được? May là đại sĩ văn thủ gia bị khiến được trở thành cơ nghiệp vĩnh viễn kiên cố. Các cư sĩ nghe vậy đều tính toán phương châm hoàng pháp cho tương lai. Thầy pháp độ đem chương trình do ông Nhiếp Vân Đài tu chỉnh, trong ấy có điều khoản gây quỹ chi dụng cho tăng chúng muôn năm. Quang đọc xong khôn ngàn vui vẻ an ủi, bởi muốn chuyển pháp luân phải nhờ vào thực luân. Nếu không có thực luân, nhờ vào đâu để tu đạo cho được? Vì thế, đấy là chuyện cấp bách. Hiện thời Phật pháp tại các tỉnh thuộc vùng Giang Chiết tuy suy do thiên tai nhân họa liên tục giáng xuống, hàng cư sĩ tại gia đua nhau để xướng niệm Phật. Tuy dường như xâm phạm đến tài lợi nhờ làm Phật sự của tăng chúng, thật ra đấy là phên dậu cho Phật pháp chẳng nhỏ nhoi đâu. Vào đầu đời Quang Tự, các báo ở Thượng Hải hàng ngày đăng tải những chuyện xấu của tăng sĩ. Tuy cũng có chuyện là sự thật nhưng quá nửa là bịa đặt dựng chuyện. Từ thời dân quốc đến nay, những tổ chức tu trì của cư sĩ đầu đầu cũng có. Các tờ báo chẳng dám hàng ngày đăng tải những lời đồn đại bịa đặt để vu báng miệt thị Phật pháp nữa. Phật pháp trong thời gần đây, luận trên phía cư sĩ thì tạo hồ hương thạnh lớn lao, nhìn về phía tăng chúng chọn chẳng có tướng hương thạnh. Vì sao vậy? Cư sĩ phần nhiều lấy niệm Phật làm chánh, tăng chúng thì những kẻ phải ứng phó kinh sám hàng ngày chỉ coi chuyện niệm kinh bái sám cho người ta là chuyện chánh, gác bỏ chuyện tu trì ra ngoài. Những vị có chánh niệm thì quy về tông môn, chuyện tham thiền chẳng phải là chuyện hành nhân căn cơ nhỏ nhoi có thể làm được. Dẫu đạt đến địa vị đại triệt đại ngộ nhưng chưa thể đoạn hết sạch phiền não thì vẫn y như cũ, chẳng thể thoát khỏi sanh tử. Đừng nói chi con người hiện thời, ngày như ngũ tổ giới đời Tống, ngũ tổ tên là tên chùa, sư giới thiền sư trụ tại chùa ngũ tổ nên gọi là ngũ tổ giới. Thảo đường thanh chân như chiếc, sở ngộ của họ tiếng rền cả nước, nhưng ngũ tổ giới thân sau thành Tô Đông Pha. Tô Đông Pha thông minh tuyệt đỉnh trong cõi đời, chẳng câu nệ tiểu tiết, vẫn thường ra vào trốn ăn chơi nhà thổ. Đối biết sở ngộ của ngũ tổ giới tuy cao nhưng vẫn chưa chứng được đạo sơ quả, bởi sơ quả đã đắc giới tương ứng với đạo, chẳng tùy ý phạm giới. Tùy ý là tự nhiên, nghĩa là kẻ chưa chứng sơ quả thường phải giác chiếu mới có thể chẳng phạm, còn sơ quả thì tự nhiên chẳng đến nỗi phạm giới. Như khi họ cày ruộng, hễ họ cày chỗ nào chuồng bọ rời khỏi chỗ đó 4 tấc, đạo lực khiến cho tự nhiên được như vậy. Nếu không xuất gia, họ cũng cưới vợ, nhưng dù có dùng oan lực đe dọa tánh mạng để uy hiếp họ, buộc họ làm chuyện tà dâm, họ thà mất mạng chứ chọn chẳng thuận theo. Đồng Phà đã từng ra vào nhà thổ, cho thấy ngũ tổ giới còn chưa đắc đạo lực của bậc sơ quả, nói gì đến chuyện liễu sanh tử nữa. Hậu thân của Châu Như Chiết sanh vào chỗ đại phú quý, một đời chịu nhiều yêu khổ, đã biết ông ta sanh vào nhà phú quý, lại chẳng chỉ rõ ông ta là ai, há chẳng phải là Tống Khâm Tông ư, bị quân Kim lấn hiếp, vì Tông Thiện Vị truyền ngôi chữ thiền, đọc như chữ thiện, có nghĩa là truyền, cho Thái tử tức Khâm Tông, từ đầu đến cuối chỉ được 2 năm, cả hai vua Huy Tông và Khâm Tông bị quân Kim bắt đi đều phải hướng về triều đình nhà Kim xưng thần, bày tôi, chết tại Ngũ Quốc. Chết tại thành Ngũ Quốc, do chỗ sở ngộ chân như chiếc sanh vào nơi đại phú quý là hoàng cung, nhưng sự phú quý ấy cũng chỉ là hư danh, cả đời chịu nhiều yêu khổ vẫn là sự thật. Là hoàng đế một nước lớn, bị người Kim bắt làm bầy tôi nhà Kim, đáng thương muôn phần. Hậu thân của Thảo Đường Thanh là Tăng Lượng, 50 tuổi làm tể tướng, được phong là Lỗ Quốc Công, nhưng đối với Phật pháp hết sức lợt lạt, chưa được thông suốt như Đông Pha. Hải Ấn Tín cũng là một vị đại lão trong tông môn đời Tống, thường được gia đình Châu Phỏng Ngự cúng dường. Phỏng Ngự là tên một chức quan võ. Một ngày nọ, nhà họ Châu thấy Tín lão nhân vào nhà, liền sanh được một gái, sai người sang chùa Hải Ấn hỏi thăm, thì sư viên tịch đúng vào lúc đứa con gái được sanh. Chuyện này cả thành Hàng Châu đều biết. Đến ngày đầy tháng, thiền sư viên chiếu bổn đến nhà Châu Phỏng Ngự, bảo ấm đứa bé gái ra. Đứa bé gái vừa thấy viên chiếu liền cười. Viên chiếu gọi, Tín trưởng lão lầm mất rồi. Đứa bé gái để khóc thét lên rồi chết. Tuy là đã chết vẫn phải thọ sanh, nhưng chẳng biết lại sanh về nơi đâu. Tần cuối đời trước là vị tăng, một vị tăng ở núi Nhạ Đãng, do sự tu trì đời trước trở thành tể tướng triều Tống, bị người Kim hối lộ mọi chuyện để mưu tính cho quân Kim, giết Nhạc Phi là người đã khiến cho quân Kim sợ hãi. Và những ai không đồng mưu với gã thì hoặc là biếm trích, giáng chức đẩy đi xa, hoặc là chu lục.
rốt cuộc chết đi vĩnh viễn đọa trong địa ngục, nhưng mối hận của trăm họ không cách nào tiêu được. Vì thế người ta dùng bột mì làm thành hai miếng tượng trưng cho Tần Cối và vợ, cùng chiên lên ăn, đặt tên là Du Tạc Cối, Tần Cối chiên dầu. Lại đúc tượng sắt quỳ trước mộ Nhạc Phi, phàm những ai đến lễ Nhạc Phi đều cầm thước gỗ đập tượng vợ chồng Tần Cối Tây Tả, lại đái lên đầu lên thân tượng cho phơi hận. Sau này có kẻ mang họ Tần làm tuần phủ tỉnh Chiết Giang, nói tượng người sắt ở trước mộ Nhạc Phi bị người ta đái vào, khiến mộ Nhạc Phi bị ô uế, sai quang xuống Tây Hồ để mộ Nhạc Phi thường được thanh tịnh. Từ đó nước Tây Hồ hôi thối, chẳng thể dùng để nấu ăn hay uống được, thường thấy trong hồ lành bành mấy xác chết, đến khi toàn vớt lại chìm xuống. Do đế quan bèn cáo thị, sai dùng nhiều thuyền bè vây quanh để vớt, thì ra đó là tượng Tần Cối, vợ hắn và tướng Ngột Chuẩn nhà Kim đúc bằng sắt. Biết tội chướng của chúng sâu nặng, bèn ra lệnh đem đặt trước mộ để bị người ta đánh đái. Năm Dân Quốc thứ 10 1921, quang đến viếng mộ Nhạc Phi, tượng của bọn Tần Cối vẫn bị đái y như cũ, hồi thối không sao chịu đựng được nổi. Ôi đạo đức như ngũ tổ giới, thảo đường thanh chân như chiết, mà còn chẳng thể liễu sanh thoát tử, nhưng làm bậc văn học lỗi lạc, làm tể tướng đã kém xa đời trước. Đến như cụ Chiết làm hoàng đế phải xưng thần với triều đình giặc, đáng thương đến cùng cực. Kết quả của Tần Cối khiến cho tâm can người khác phải nguội lạnh đau đớn, do công phu thiền định nhiều năm. Đời sau làm tể tướng vừa bị người Kim hối lộ liền mê hoặc, trở thành gã si ngốc, chẳng biết thơm thối tốt xấu, trung gian. Đến nỗi tượng Hán bị đánh đập đái lên, thần bị chiên lên ăn, 1100 năm qua vẫn chẳng thay đổi. Người tham thiền dùng tông để tự hùng, chẳng chịu cậy vào Phật lực để liễu sanh tử. Nếu hút vừa nghĩ đến kết quả này, há chẳng nói ngược lại, cậy vào tự lực và cậy vào Phật lực sai khác quá xa, sao bảo chuyên tu tịnh nghiệp để mau được liễu thoát ngay trong đời này, há chẳng tốt hơn ư? Bậc tông tượng đại danh vòi vọi đời Tống, thân sau còn phải kém hơn đời trước, chẳng biết thân đời sau nữa hành trạng sẽ lại ra sao. Quang tốt nghiệp sâu nặng, dành già mới 6 tháng để bị bệnh mắt, suốt 180 ngày chưa hề mở mắt được, ngoại trừ lúc ăn ngủ cứ khóc suốt đêm ngày. Người già cho rằng chẳng thể thấy mặt trời được, nhưng nhỏ thiện căn đời trước may còn thấy được ánh mặt trời, thật may mắn muôn phần. Đến tuổi đi học lại trúng phải chất độc báng Phật của Châu Trình, may là chẳng có học vấn như Châu Trình, nếu không đã sớm đọa vào trong địa ngục A Tỳ ngay trong khi còn sống rồi. Do vậy bệnh tật triền miên, sống uổng mấy năm. Do nghĩ đến Phật pháp truyền sang phương Đông đã được bao nhiêu vua thánh tôi hiển hộ trì lưu thông, lời lẽ của Châu Trình chẳng đáng làm căn cứ, do vậy bèn xuất gia làm tăng truyền tu tịnh nghiệp. Tiền sư dạy tham cứu liền thưa: đệ tử không có được thiện căn ấy, nguyện chuyên niệm Phật để mong đới nghiệp vãng sanh. 60 năm qua sống ơ hở phí uổng, nay đã 80 tâm còn chưa tương ứng với Phật, nếu chuyên cậy vào tự lực thì sự tự làm ấy chẳng thể tưởng tượng được đâu. Nhưng do 60 năm trải đời, lại xét kỹ thiện căn của mình lẫn người, kẻ cậy vào Phật lực còn chẳng dễ gì chứng ngay được tam muội, người cậy vào tự lực ai cao siêu hơn được ngũ tổ giới, thảo đường thanh chân như chiết. Từ thời Dân Quốc đến nay, đường lối cũ bị thay đổi rất lớn, phế bỏ kinh điển, gạt bỏ luân thường, bỏ lòng hiếu cho khỏi hổ thẹn, thực hành chuyện biến con người thành loài thú, cả nước như cuồng, tả sát lẫn nhau, hàng ngày theo đuổi chiến tranh. Kẻ có trí thức sợ nhân đạo gần như dứt mất, cho nên ai nấy lập phương cách cứu vãn. Nếu tỏ nhân quả ba đời, xiển dương luân hồi lục đạo, làm cho khắp già trẻ nam nữ đều cùng niệm vạn đức hồng danh, trong số ấy tuy không thiếu kẻ vừa theo sự náo nhiệt, nhưng quả thật có những ngù phụ đạt được đại cảm ứng. Này nêu lên hai trường hợp để tỏ rõ dấu tích chẳng thể nghĩ bàn vậy. Một là ông Trịnh Huệ Hồng, đây chính là pháp danh quy y, tục danh không nhớ, ở thành Bảo Sơn tỉnh Vân Nam, buôn bán phát đạt. Năm Dân Quốc 11-1922, gửi thư xin quy y, do vậy bèn đem những sách đã in gửi cho. Ông ta liền khuyên cha mẹ ăn chay niệm Phật. Cha ông ta tên là Bá Thuần, là một vị ẩn sĩ học rộng, toạt đầu chuyên nghiên cứu kinh dịch mấy năm, tiếp đó nghiên cứu kinh sách của thuật luyện đan. Do còn là Huệ Hồng khuyên cha học Phật, cụ bèn nghiên cứu thiền tông, sau đấy chuyên tu tịnh nghiệp. Cùng với vợ xin quy y, Bá Thuần pháp danh là Đức Thuần, bà vợ pháp danh là Đức Ý. Năm Dân Quốc 22-1933, Huệ Hồng từ đất Xuyên, Tứ Xuyên trở về Điền, Vân Nam, đi ngang Tô Châu ở lại chùa Báo Quốc mấy ngày. Mùa xuân năm sau, Huệ Hồng chết.
Bà mẹ lòng quá yêu thương con nên uống thuốc độc ngồi kiết già, chắp tay niệm Phật qua đời. Mất rồi sắc mặt tươi sáng vui vẻ, và những ai thấy nghe, không ai chẳng tán thán. Bảo Sơn là chốn biên địa của tỉnh Vân Nam, chọn chẳng biết đến Phật. Bá Thuần tuy học rộng, vốn sẵn đức hạnh, để xướng tịnh độ, người có trí huệ ít có kẻ tin theo. Vợ cụ uống thuốc độc ngồi kiết già, niệm Phật qua đời. Người cả một vùng mười phần hết 89 đều tin lời Bá Thuần, niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Như vị thiện tri thức lâm chung, ngồi kiết già chắp tay niệm Phật đã là chẳng tầm thường. Huống chi một bà lão không có học vấn gì, uống thuốc độc lại được như thế. Nếu chẳng phải là Phật lực gia bị, há được như thế ư? Do vậy biết Phật lực chẳng thể nghĩ bàn, pháp lực chẳng thể nghĩ bàn, chúng sanh tâm lực chẳng thể nghĩ bàn. Chúng sanh tùy sẵn có tâm lực chẳng thể nghĩ bàn, nhưng chẳng được Phật lực pháp lực gia trì vẫn chẳng thể thọ dụng được. Do được Phật lực pháp lực gia trì khiến cho tâm lực của chúng sanh hoàn toàn hiển hiện, vì thế chất độc chẳng đầu độc được, hiện tướng lạ lùng đặc biệt, nhằm hướng dẫn cả một vùng. Với tư cách ngu phụ, bà ta còn có thể hiện được tướng lạ lùng đặc biệt như thế, thì vị tỳ kheo Tu Mi, trượng phu Đường Đường, cũng sẽ có thể tự phấn chấn quyết trí dốc sức tu tập. Trường hợp thứ hai là Lục Tử Khanh, pháp danh là Đức Siêu ở Quật Cảng, Như Cao, tỉnh Giang Tô, là một nông phu chỉ hơi thông chữ nghĩa, vợ chồng con cái đều quy y. Con gái ông ta xuất gia nhưng vẫn ở nhà, còn ông ta xuất gia chưa được bao lâu đã chết. Quần áo xuất gia, phí tổn thọ giới và tiền tống táng đều do ông ta lo liệu. Ông ta tính bán sạch hết tiền sản để làm công đức, hòng khỏi phải bận tâm. Ruộng đã bán rồi, anh ông ta biết đến bắt chuộc lại. Người anh thấy em không con trai, bèn cho con trai mình làm người thừa kế, mưu tính đoạt gia sản với khí thế thật dữ dội. Bật đặc sĩ ông ta phải tìm trưởng làng thưa trình chuyện ấy. Ruộng đã bán đi với giá quá hời, trưởng làng không chịu cho chuộc lại. Người ấy tiến thoái lưỡng nan, ra khỏi nhà trưởng làng bèn nhảy xuống sông tự tử. Xác ông ta đứng thẳng trong nước, ngoảnh mặt về Tây chắp tay. Người nhà biết tin, ra vớt xác về, nhân đấy gửi thư cho đương gia chùa Linh Nham xin lập một bài vị trong niệm Phật đường, nên mới biết chuyện ấy. Đấy là chuyện xảy ra vào mùng 8 tháng chạp năm ngoái. Trong đời người đứng mất cũng không nhiều. Đức Siêu gieo mình xuống sông lại đứng thẳng trong sông. So với người đứng thẳng trên đất bằng thật là lạ lùng đặc biệt. Nếu không phải là toàn thân đã buông xuống hết, quyết mong vãng sanh, hắn có thể làm được như vậy ư? Ôi sở ngộ của ngũ tổ giới Thảo Đường Thanh Trần Như Chết, tiếng tăm chấn động cả nước, chết đi làm tể tướng làm hoàng đế. Đạo lực đã thụt lùi, huống chi là liễu sanh tử ư? Hai người trên đây dùng tư cách ngu phụ, lầm trùng chết ngang, so với vị thiện tri thức đắc đạo chẳng thua kém tí nào. Đủ biết tự lực chẳng đủ để trông cậy, Phật lực khó thể nghĩ bàn. Những người làm tăng trong cõi đời gần đây đều coi tham thiền là vô thượng thừa, niệm Phật là cách tu trì của bọn ngu phụ. Này nói thuở xưa bậc tham thiền đại ngộ đã chứng, thì thần thông đạo lực của các ngài cố nhiên phàm tỉnh chẳng thể suy lường được. Những vị đại ngộ nhưng chưa chứng như ngũ tổ giới vật vân có đạt được cảnh tượng như hai người ấy, tức mẹ ông Trịnh Huệ Hồng và Lục Tử Khanh hay không? Một đằng chuyên cậy vào tự lực, một đằng kiếp nhờ Phật lực. Do vậy bậc thượng trí chẳng bằng được kẻ hạ ngu, khéo quá hóa vụng. Vì thế kinh đại tập dạy, mạt pháp ước ước nhân tu hành, hã nhất đắc đạo, duy y niệm Phật đắc độ sanh tử. Đại mạt pháp ước ước người tu hành, hiếm một ai đắc đạo, chỉ có nương vào niệm Phật để vượt thoát sanh tử. Bởi đó từ thời Nguyên Minh trở đi, phàm là bậc tri thức nhà thiền, phần nhiều đều sướng niệm Phật, như Trục Phong Bổn, Sở Thạch Kỳ, vân vân. Ngài Liên Trì sau khi ngộ đạo bèn chủ trương tịnh độ. Ngài triệt ngộ đạo rồi bèn bỏ tham cứu chuyên niệm Phật. Do xét đến căn cơ đương thời không thể nào làm khác được, như mùa hạ mặc áo mỏng, mùa đông mặc áo kiều, khát uống đói ăn chẳng thể chấp chết cứng một pháp. Hành theo pháp thích đáng sẽ được lợi lớn, không chút điều tệ nhỏ. Hơn nữa pháp tịnh độ lại khác mọi căn cơ, quả thật là pháp môn đặc biệt trong giáo pháp suốt một đời Đức Như Lai, lợi ích vượt trội những giáo lý thông thường trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật. Câu nói của cổ đức: dĩ quả địa giác vi nhân địa tâm, cố đắc nhân cai quả hải, quả triệt nhân nguyên. Do dùng sự giác ngộ nơi quả vị để làm cái tâm trong khi tu nhân, nên nhân bao trùm biển quả, quả thấu tột nguồn nhân. Có thể nói là khéo hình dung nhất, không còn gì hay tuyệt hơn được nữa. Huống chi Liên Tông Tứ Tổ là đại sư pháp chiếu đích thân gặp Đức Văn Thủ dạy niệm Phật,
Há có nên chẳng vừa tuân theo thánh ý chuyên chú niệm Phật, vẫn cứ muốn cậy vào tự lực, vứt bỏ Phật lực, chỉ mong chống đỡ môn đình cho lớn lao, chẳng tính đến chuyện có được lợi ích hay không. Hâm mộ hư danh, khinh rẻ lợi ích thật sự, sao lại mất trí điên cuồng quá mức như thế vậy? Theo tập 3 của Cao Tăng Truyện, trong truyện của Pháp Chiếu Đại Sư có nói, vào năm đại lịch thứ 2, 767, sư trụ tại chùa Vân Phong ở Hành Châu, nhiều lần thấy thánh cảnh hiện trong bát cháo, chẳng biết là danh sơn nào, có vị tăng đã từng đến ngũ đài, bảo đấy ắt phải là ngũ đài. Về sau sư bèn đi triều bái, năm đại lịch thứ 5, 770, sư đến huyện ngũ đài, nhìn thấy phía xa có ánh sáng trắng, lần theo ánh sáng đi tìm, đến đại thánh Trúc Lâm Tự. Sư vào chùa đến giảng đường, thấy Đức Văn Thù ở phía tây, Đức Phổ Hiền ở phía đông ngồi trên tòa sư tử, thuyết pháp thâm diệu. Sư lễ hai vị thánh thưa hỏi, phạm phu đời mà thời gian cách thánh đã xa, tri thức ngày càng kém cỏi, cấu trướng thật sâu, Phật tánh không do đâu hiện hiện được, Phật pháp mênh mông chưa rõ tu hành pháp môn nào là thiết yếu nhất, kính mong đại thánh đoạn trừ lấy nghi cho con. Đức Văn Thù bảo, này ông niệm Phật là hợp thời nhất, các môn tu hành không gì hơn được niệm Phật, cúng dường tam bảo phước huệ song tu, hai môn này nhanh chóng quan trọng nhất. Vì sao vậy? Trong đời quá khứ ta do quán Phật, do niệm Phật, do cúng dường, đền này đang nhất thiết chủng trí, do vậy biết niệm Phật là vua trong các pháp, ông hãy nên thường niệm vô thượng pháp vương chớ để dừng nghỉ. Sư lại hỏi nên niệm ra sao. Ngài Văn Thù nói, phía tây thế giới này có A Di Đà Phật, Đức Phật ấy nguyện lực chẳng thể nghĩ bàn, ông hãy nên niệm liên tục đừng để gián đoạn, sau khi mạng trùng chắc chắn vãng sanh, vĩnh viễn không thoái chuyển. Nói lời ấy xong, khi đó hai vị đại thánh đều duỗi cánh tay sắc vàng xoa đầu sư thọ ký. Do ông niệm Phật chẳng bao lâu sau sẽ chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề, nếu hàng thiện nam thiện nữ nguyện mau chóng thành Phật thì không gì hơn niệm Phật sẽ mau chóng chứng vô thượng bồ đề. Nói xong, khi ấy hai vị đại thánh cùng nhau nói già đà kệ. Sư nghe xong hoàn hỉ hớn hở, lưới nghi đều trừ. Đây là đại sư Pháp Chiếu đích thân đến Trúc Lâm Thánh Tự được hai vị đại thánh khai thị. Trong Thành Lương Trí bản cũ, chuyện này bị một thiền tăng vô tri sửa đổi lời khai thị, biến thành thiền ngữ, thật đáng thống hận. Bộ Sơn Trí được tu chỉnh gần đây đã sao chép theo đúng chuyện Pháp Chiếu đại sư trong tập 3 của bộ Cao Tăng Truyện. Tôi chẳng dẫn Thành Lương Trí vì sợ người ta không biết, cứ đọc theo bộ Sơn Trí cũ sẽ đâm ra nghi báng, làm mù con mắt chánh pháp, đoạn thiện căn của người khác, tội chẳng gì lớn hơn được. Phần trước và phần sau đoạn trích dẫn này đều lược đi, sao lục chỗ khai thị chẳng sót một chữ nào, chỉ có với chữ chiếu là vì thuận theo cách nói bèn viết là chữ sư cho rõ. Vũ đài chính là đạo tràng ứng hóa của Ngài Văn Thù, Văn Thù chính là thầy của bảy đức Phật, tự nói ta trong quá khứ do quán Phật, do niệm Phật nên này đắc nhất thiết chủng trí, do vậy hết thảy các pháp bát nhã ba la mật thiền định rất sâu. Thậm chí chư Phật đều sanh từ niệm Phật. Quá khứ chư Phật còn sanh từ niệm Phật, huống chi chúng sanh đời mạt pháp nghiệp nặng phước nhẹ, chứng sâu huệ cạn, miệt thị niệm Phật chẳng chịu tu hành, ý muốn siêu thoát vào thẳng địa vị Như Lai, chẳng biết rằng dù có muốn nối gót hết bụi của ngũ tổ giới thảo đường thanh, vẫn còn chưa được nữa ư. Thiền Tông bắt nguồn từ Đại Lương, pháp ngữ nhằm dạy người đích thân thấy tự tánh của họ, tuy cao siêu huyền diệu nhưng mỗi câu còn ý nghĩa. Sau thời Lục Tổ, hai vị tổ Nam Nhạc Thanh Nguyên để dùng cơ phong chuyển ngữ, chỉ sợ người ta tưởng hiểu nghĩa là ngộ, chẳng thể thật chứng, nên dùng pháp này hòng dứt bật cái tệ tưởng lầm là đã ngộ đạo, nhưng công phu tham cứu ấy chẳng dễ gì đạt được. Có nhiều kẻ mấy chục năm vẫn chưa thể nào thấu triệt, thấu hiểu triệt để được. Ngài Triệu Châu 80 tuổi còn tham khấu khắp Bắc Nam, nên có câu nói Triệu Châu bát thập do hành cước chỉ vị tâm đầu vị tiêu nhiên. Triệu Châu 80 còn hành cước chỉ bởi trong lòng chửa rỗng ràng. Đủ biết là bậc hành nhân đại căn còn phải siêng nhọc như thế, huống gì kẻ căn tánh hèn kém ư. Đến đời Tống đạo thiền vẫn hưng thịnh lớn lao, kẻ thật chứng đã ít ỏi hẳn đi, ngài như ngũ tổ giới vẫn chẳng phải là kẻ tầm thường. Sư thuộc pháp hệ của ngài Vân Môn Yển là pháp tổ của quốc sư Đại Giác Liên đời Tống, môn đỉnh cao ngất như Long Môn, kẻ học thường dõi nhìn vách đá chót vót mà chuồn bước, thủa đương thời danh vọng hiển hách chi bằng. Nhưng một thứ kiến hoặc còn chưa đạt được, nói gì đến liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh nữa ư. Thần sau của giới hí công là Tô Đông Pha, tăng tục đều biết,
Đúc Hậu Tô giữ đất hàng vẫn chẳng cự tuyệt kỹ nữ lùi tới, đủ biết vẫn là phàm phu đầy rẫy chuyển phược, ngay cả sơ quả Tu Đà Hoàn vẫn chưa hề chứng được. Người bây giờ ai có được đạo lực như ngũ tổ giới mà vẫn muốn cậy vào tự lực để liễu sanh tử, lại còn đề cao thiền tông miệt thị tịnh độ là do cớ gì vậy? Một là do ít đọc kinh điển và kinh Hoa Nghiêm, hoặc từng đọc qua nhưng hoàn toàn chẳng chú ý. Hai là do chẳng biết tông chỉ của thiền tông, bất luận hỏi đến Phật, hỏi đến Pháp, dù hỏi đến tất cả những thứ gì trong thế gian, khi đáp đều chỉ về bổn phận, chứ tuyệt đối chẳng luận trên Phật, trên Pháp và trên mặt sự để đáp. Đó gọi là hỏi tại nơi đáp, đáp tại nơi hỏi. Nếu hiểu là nói về mặt sự thì hoàn toàn hiểu lầm mất rồi. Nhưng người đời nay nghiệp sâu huệ cạn, thường đem những lời trực chỉ bổn phận giải nghĩa theo mặt văn tự. Như Ngài Triệu Châu nói, lão tăng niệm Phật một tiếng, xúc miệng ba bữa, và một chữ Phật ta chẳng thích nghe, anh ấy đều lầm tưởng là lời nói thật, bèn coi niệm Phật là không ra gì rồi miệt thị. Chẳng biết sau câu, một chữ Phật ta chẳng thích nghe của Ngài Triệu Châu có kẻ nói, và thượng có còn phiền người khác hay không? Triệu Châu nói, Phật Phật đó ư? Có kẻ hỏi, Hòa thượng được đại vương cúng dường như thế, cha con vua nước Triệu và Yên Vương đều cung kính cúng dường, báo đáp như thế nào? Triệu Châu nói, niệm Phật đó ư? Lại có ông Tăng hỏi, mười phương chư Phật còn có thầy hay không? Triệu Châu nói, có. Hỏi thế nào là thầy của chư Phật? Triệu Châu nói, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó ư? Phàm niệm Phật một tiếng giúp miệng ba ngày, và của chữ Phật ta chẳng thích nghe, mà dùng Phật Phật để vì người khác, dùng niệm Phật để báo ân, lấy A Di Đà Phật làm thầy của mười phương chư Phật, đều là chuyển ngữ chỉ về bổn phận. Nếu hiểu hai câu trước là lời thật, bèn thật hành theo, tức niệm Phật một tiếng xúc miệng ba ngày và một chữ Phật ta chẳng thích nghe, nó sẽ đến nỗi báng Phật, báng Pháp, báng Tăng, vĩnh viễn đã trong ác đạo. Nếu coi ba câu sau, dùng Phật Phật để vì người khác, dùng niệm Phật để báo ân, lấy A Di Đà Phật làm thầy của mười phương chư Phật, là lời thật rồi thật hành, nó sẽ được nghiệp tận đỉnh không, đời này chứng thánh, vãng sanh thượng phẩm, dần dần đạt đến thành Phật. Hai cách nói này các sách thiền đều cùng sao lục. Hai câu nói trước ấy hết thảy mọi người đều thường đề xướng, ba câu nói sau mấy chục năm qua tôi chưa hề thấy có một ai nhắc đến một câu nào. Những câu nói trước và sau đều quy về bổn phận. Đối với ba câu sau, dẫu chẳng hiểu ý của Ngài Triệu Châu, thêm so với chuyện hiểu được Ngài ý, với chuyện hiểu được ý Ngài Triệu Châu, lợi ích vẫn lớn hơn. Bởi lẽ không hiểu được ý của Tổ Triệu Châu nhưng vẫn là tuân theo lời Phật dạy chân thật phát xuất từ kim khẩu của Đức Như Lai. Đối với hai câu trước, dẫu có hiểu ý của Ngài Triệu Châu cũng chẳng qua là khai ngộ mà thôi, còn cách liễu sanh thoát tử xa lắm. Cớ sao đối với lời nói của cùng một người, nếu không hiểu có hai câu trước là lời đúng thật thì họa hại khôn lường, nhưng nếu ai nấy đều đề sướng. Còn ba câu sau nếu không hiểu coi là lời đúng thật lại lợi hại vô cùng, nhưng cả cõi đời chẳng ai thèm nghe. Ấy là vì thuở ban đầu chưa hề gặp được thiện tri thức thật sự, do bản thân chẳng ra sức nghiên cứu, vừa nghe lời bài bác tưởng như hy hữu lạ lùng, trong tâm bèn vui sướng, thường xuyên đẻ sướng, chẳng biết đấy là lời nói thẳng trống nhằm dạy người khác đích thân thấy được bản lai của cổ nhân, cứ hiểu thành lời báng pháp dè bỉu chê bỏ niệm Phật. Trong đời mạt loại người như vậy nhiều lắm, trừ kẻ biết tự lượng có hàm dưỡng, biết chẳng chịu coi cách suy lược mà chữ là theo cứu pháp thiền thì chẳng mắc phải bệnh ấy, nếu không ắt sẽ là kẻ tưởng ngộ, hiểu lầm, là ngộ, ngộ đạm. Vẫn cứ nói theo lề lối ấy mà tu hành, chẳng nghĩ đến sửa đổi chi cả. Huống chi cư sĩ các nơi tâm hộ trì chỗ Quảng Tế hết sức sôi nổi, nếu vẫn dùng cái danh tham thiền để tự đề cao thì còn được, chứ nếu do cậy vào tự lực mà chẳng thể được đại lợi ích thì làm sao báo đáp nhiệt tâm của các cư sĩ đây? Lại làm sao có thể thúc đẩy mạnh mẽ đạo niệm của các cư sĩ đây? Quang thẹn mình hủ bại không có tài đức, nhưng do kinh nghiệm xuất gia từng trải 60 năm, vốn chẳng dám đối trước hết thảy mọi người mà nói, nhưng vì quả định thượng nhân và hòa thượng đều để mắt xanh đoái tưởng, lại thêm vì tuổi đã 80, sống buổi sáng chẳng đảm bảo được buổi tối, nếu chẳng đem điều quang hiểu biết dâng lên thường trụ chùa Bích Sơn thì thật chịu lỗi đến cùng cực. Pháp môn niệm Phật chính là chỗ quy túc của các tông luật giáo thiền mật, là đường tắt thành Phật của trời người thánh phàm. Hết thảy các pháp môn không pháp nào chẳng lưu xuất từ pháp giới này,
Hết thảy các pháp môn không pháp nào chẳng trở về pháp này. Kẻ chi kiến nhỏ nhoi cho niệm Phật là pháp môn của ngu phu ngu phụ, nào biết trong hội Hoa Nghiêm, thiện tài sau khi chứng được thập tín hậu tâm, vâng là ngài văn thủ dạy đi tham học với khắp các thiện trí thức, hễ nghe dạng điển chứng, cuối cùng đến chỗ Phổ Hiền Bồ Tát được ngài gia bị khai thị sở chứng ngang với Phổ Hiền và chư Phật. Đức Phổ Hiền bèn vì thiện tài xưng tán công đức thủ thắng mầu nhiệm của Như Lai, dạy thiện tài phát mười đại nguyện vương, dùng công đức này hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới để mong viên mãn Phật quả, và khuyến tấn chọn hết các Bồ Tát trong Hoa Tạng thế giới hải nhất trí tiến hành cầu sanh Tây Phương. Hoa Tạng hải chúng không một ai là phàm phu nhị thừa hay quyển vị Bồ Tát chưa phá vô minh, vị nào chứng ngộ thấp nhất đã là bậc sơ trụ trong viên giáo, vị ấy đã có thể hiện thân làm Phật trong thế giới không có Phật, và tùy theo mỗi loài hiện đủ mọi thân để độ thoát chúng sanh. Sau đó từ nhị trụ cho đến thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, mỗi địa vị càng thủ thắng hơn. Các vị Bồ Tát ấy đều dùng mười đại nguyện vương cầu sanh Tây Phương. Những kẻ kia, tức kẻ phỉ báng niệm Phật là hạng người nào mà dám chống đối các ngài ấy? Do vậy biết pháp môn niệm Phật quả thật là pháp môn tổng trì, để mười phương ba đời hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh, thành thủy, thành trung. Vì thế pháp này được chín giới hướng về, mười phương cùng khét ngợi, ngạn kinh cùng xiển dương, môn luận đều tuyên nói. Do pháp này dùng quả địa giác làm nhân địa tâm, nên để được nhân trùng biển quả, quả tột nguồn nhân. Cúi xin hòa thượng thương xót lòng ngu thành của quang, quan sát thời cơ, bỏ tham thiền để niệm Phật, tuân theo thánh huấn của các vị văn thủ Phổ Hiền, nói theo dấu thơm của các vị triệt ngộ liên trì, ngõ hầu người theo học đều được lợi ích liễu sanh thoát tử ngay trong đời này, khiến những vị cư sĩ hộ pháp đều được dự vào hội thượng thiện nhân ở liên trì. Bi tâm của tam thế chư Phật được xoa dịu lớn lao, nơi cõi tịch quang, trừ tổ của Nam Tông đều mỉm cười rạng rỡ nơi chân tế, ngũ đài vòi vọi, đã có bậc Hoàng Dương, đạo thành thủy thành trung, Phật tử đông đảo sẽ đều tu đạo, tâm làm tâm là. Chẳng biết hòa thượng có chịu rủ lòng nghe theo hay không? Nếu nói, ai có trí nấy sao lại cưỡng bức, ông giữ pháp của ông, tôi hành đạo của tôi. Quang cũng chỉ tự thẹn cuồng vọng, chẳng dám khinh nhở nữa. Mong hãy đem thư này trả về Linh Nham để đốt trước tượng văn thủ Bồ Tát trong đại điện, hồng tỏ lộ tấm lòng khăng khăng ngu thành của quang đối với ngũ đài mà thôi. 153. Thư gửi cư sĩ Hồ Tử Hốt, năm Dân Quốc 29, 1940. Từ khi gặp gỡ đến nay trước sau đã 7 năm, thế giới tang thương khôn ngăn cảm khái. Thư của các hạ, mùa thu năm ngoái do thầy Pháp Độ đến núi mới được chiêm ngưỡng. Do những năm trước thầy Pháp Độ đến đất Hỗ, Thượng Hải liền đi ngay. Mùa thu năm nay thầy Pháp Độ đến đây hỏi thăm các hạ và thường trụ Bích Sơn, may là không mắc tai nạn lớn lao, khôn ngăn mừng rỡ an ủi. Quảng nghĩ đạo tràng Bích Sơn sẽ khôi phục được quang cảnh cũ, pháp môn tu hành, nên tùy thời nghi đã đại được tỏ ý của quang với thầy Pháp Độ, lại bỏ ra 300 đồng để làm khoản chi tiêu trước. Tiếp đó nghĩ quang là lại tăng tầm thường chỉ biết cấp cháo, rồi nói có ai chịu nghe theo, bèn thôi không bàn đến nữa. Nửa sau tháng chạp, pháp sư Đức Sâm gửi thư về hỏi sao vẫn chưa dâng thư lên hòa thượng Quảng Huệ. Quang bảo vì phận hèn lời nhẹ, ắt có được nghe theo, vì thế không bàn đến nữa. Thầy Đức Sâm bảo chúng ta làm việc chỉ mong chọn hết lòng thành của chính mình, cớ sao lại sợ người khác chẳng thấy nghe, để rồi rốt cuộc đạo tràng của Đức Văn Thủ không được một phen nghị luận như thế này ư? Do vậy tôi bèn quên mình hèn kém thô lậu, miễn cưỡng viết hơn 10 trang trình bày đại lược chuyện áo mỏng, áo kiều, ăn uống cần phải thích nghi, sự tu trì đời mạt pháp cũng phải giống như vậy. Vẫn mong các hạ thường cho lòng ngu thành của quang ở trước mặt hòa thượng nhiều cách khen ngợi, nói vun vào, may ra chẳng đến nỗi quang bị sa chân chuốc dục, hoàn toàn chẳng có ích gì. 154. Thư trả lời cư sĩ Dương Vĩ Trương. Hôm nay đặt pháp danh dùng một lá thư gửi khắp để khai thị. Gửi thư xong đọc lại thư ông, biết ông chưa biết tông chỉ tịnh độ, hãy nên y theo những gì đã nói trong một lá thư gửi khắp mà sanh lòng tin thật sự, phát nguyện thiết tha, chí thành khẩn thiết niệm danh hiệu Phật. Đừng dùng cách niệm quán tâm, hãy nên dùng cách niệm nhiếp tâm. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói, nhiếp chọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Khi niệm Phật trong tâm, ý căn phải niệm cho rõ ràng rành rẽ, nơi miệng thiệt căn phải niệm cho rõ ràng rành rẽ, nơi tài nhĩ căn phải nghe cho rõ ràng rành rẽ.
Ý thiệt nhĩ bà càn mũi mũi để nhiếp thủ Phật hiệu, thì mắt cũng chẳng ngó đông dòng tây, mũi cũng chẳng ngửi những thứ khí vị khác, thần cũng chẳng lười trễ biếng nhác. Đó gọi là nhiếp trọn sáu căn. Nhiếp trọn sáu căn để niệm tuy chẳng thể hoàn toàn không có vọng niệm, nhưng so với kẻ chẳng nhiếp sáu căn để niệm thì trong tâm thanh tịnh hơn nhiều lắm, vì thế gọi là tịnh niệm. Nếu thường giữ được tịnh niệm cho liên tục chẳng bị gián đoạn, tâm sẽ tự được quy về một chỗ. Ở mức cạn là đắc nhất tâm, mức sâu là đắc tam muội. Tam ma địa cũng là tên gọi khác của tam muội. Ở đây Trung Hoa dịch là chánh định hay còn dịch là chánh thọ. Chánh định nghĩa là tâm an trụ nơi Phật hiệu, chẳng còn rong ruổi theo bên ngoài nữa. Chánh thọ ngụ ý những gì được nạp thọ thâu nhận trong tâm chỉ là cảnh duyên công đức của Phật hiệu, hết thảy cảnh duyên đều chẳng thể được. Có thể thật sự như cả sáu căn để niệm, chắc chắn nghiệp chướng tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng, chẳng cần phải quán tâm mà tâm tự thanh tịnh sáng tỏ, sao lại đến nỗi mắc bệnh tâm hỏa bốc lên nữa ư? Do ông là phàm phu nghiệp lực cực nặng, lầm lạc dùng pháp quán tâm nên mới đến nỗi như thế. Pháp quán tâm chính là pháp tu quán biên giáo, chẳng thích hợp lắm với người niệm Phật. Nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối mới là vô thượng diệu pháp thích hợp khắp hết thảy căn cơ thượng trung hạ, cả phàm lẫn thánh. Nên biết nhiếp trọn, chú hữu trọng tại nghe, dẫu niệm thầm trong tâm cũng vẫn phải nghe, bởi lẽ trong tâm khởi niệm để có tướng của tiếng, tai chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình vẫn rành rẽ rõ ràng. Nếu có thể nghe được từng câu từng chữ rõ ràng, thì sáu căn đều quy về một, so với tu những pháp quán khác là ổn thỏa thích đáng nhất, ít tốn sức nhất, khế lý khế cơ nhất. Đã phát tâm niệm Phật, ắt cần phải kiêng giết ăn chay, đoạn cả hút sách lẫn uống rượu, thanh tâm quả dục, tấm lòng trong sạch ít ham muốn, cưới vợ chủ yếu để sanh con. Người đời thường thường coi chuyện ân ái như chuyện ăn cơm, uống trà thường ngày trong nhà, mà mong tưởng sanh được đứa con tốt đẹp sẽ là chuyện khó nhất trong các sự khó. Ông đã lầm lẫn, khiến cho tánh mạng nguy ngập mấy lần, hãy thêm đoạn dục 1-2 năm để sanh được con. Đợi cho thiên quý kinh nguyệt của vợ sạch rồi, lại cần chọn ngày tháng tốt đẹp để ăn nằm, ắt nhất định thọ thai, từ đấy vĩnh viễn đoạn dục, đứa con sanh ra chắc chắn hiền thiện khỏe mạnh. Lại cần phải giữ vẹn đơn thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Trong là gia đình, ngoài là những người cùng hàng đều nên dùng điều này để kính khuyên, thì sẽ là Phật tử thật sự vậy. Nếu không vẫn là kẻ tội nhân nơi danh giáo, huống hồ còn muốn liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh mà được hay sao? 105 năm, thư trả lời cư sĩ Trương Duyên Tịnh. Năm Dân Quốc 16, 1927, tôi vốn muốn nhận lời thỉnh của đệ tử ở Hương Cảng, nên trong tháng 7 năm Dân Quốc 17, 1928, liền rời Phổ Đà. Năm sau do ông Hứa Chỉ Tịnh vừa hoàn tất bản thảo bộ lịch sử cảm ứng thống kỷ, nên phải lo liệu giảo duyệt cho đến khoảng cuối thu đầu đông. Sau tháng 3 năm sau, cho sắp chữ theo kiểu tam hiệu tự, được một bộ gồm 4 cuốn do học sinh thích đọc chữ nhỏ. Ông Nhiếp Vân Đài đã cho in theo lối tứ hiệu tự thành, một bộ 2 cuốn. Trong tháng 3, cho sắp chữ 2 bộ sách này. Pháp sư Đức Sâm chịu trách nhiệm giảo chánh lần đầu, Quang chịu trách nhiệm giảo chánh lần thứ 2, hết đêm tới ngày khá cực nhọc. Lo xong việc, một đệ tử mời đến nhà ông ta ăn cơm, do chẳng quen ngồi xe hơi, toát mồ hôi bị trúng gió, ra về bảo họ gọi xe kéo, họ không chịu. Bèn bảo lái chậm một chút, đang chảy mồ hôi, mà lại ra gió, bị bệnh hơn 10 ngày. Năm sau, Thái Bình Chân Lão, tức Hòa Thượng Chân Đạt chùa Thái Bình, khuyên đừng về Nam, sợ đường biển sóng gió rất có thể bị bệnh. Năm Dân Quốc 19, 1930 đến Tô Châu, bế quan tại chùa Báo Quốc. Mùng 10 tháng 10 năm Dân Quốc 26, 1937, tị nạn sang Linh Nham. Hiện nay đã 80 tuổi rồi, buổi sáng chẳng bảo đảm được buổi tối. Ở Quý Địa, người có lòng tin khá đông, hãy nên bảo họ quy y với chư tăng nơi ấy, trở nên thay mặt Quang thâu nhận. Vì sao vậy? Lòng người biến đổi trong khoảnh khắc khác hẳn. Quang là kẻ sắp chết, há có nên giữ quy củ này, để về sau nếu có kẻ chẳng giữ như pháp, Quang bỗng dưng mắc phải họa hại ấy. Gần đây Quang thường thấy kẻ vốn là người cực tốt để biến thành kẻ cực xấu. Ngay khi Quang vẫn còn sống mà còn như thế, thì khi Quang chết rồi, ai có thể lại biến họ thành người tốt cho được? Chuyện này Quang tuyệt đối chẳng chấp nhận. Cư sĩ diễn giảng chỉ nên chuyên chú nơi một pháp tịnh độ, chứ nên giảng tràn lan. Giảng tràn lan là chuyện của pháp sư giảng kinh, cư sĩ há nên khơi ra đầu mối ấy. Do pháp môn niệm Phật thích hợp khắp ba căn,
Bởi mọi người chẳng biết pháp môn tịnh độ chính là pháp môn đặc biệt trong Phật Pháp. Hãy vì họ nói tín nguyện hạnh, khiến cho kẻ có trí huệ nhưng không hiểu biết, ai nấy đều chú trọng pháp này. Há nên chỉ mong khuếch trương môn đỉnh, chẳng xét đến có khế cơ hạnh nhân hay không. Thiền sư đạo sức đầy đường cả đời giảng ba kinh tịnh độ gần 200 lượt. Vị này vẫn là người thân cận hòa thượng Thiện Đạo, sư thọ ngoài 80, tính trên những khóa giảng thì mỗi năm sư giảng 3-4 lượt. Hiện thời trong Phật thất đang đề xướng giảng các kinh thuộc những tông khác, nếu đại chúng trong pháp hội đối với tịnh tông đều hiểu biết sâu xa thì còn được, chỉ sợ kẻ thông suốt chưa được 2-3 người trong 100 kẻ, người không thông suốt 10 phần hết 8-9. Những vị pháp sư giảng kinh tràn lan kia còn có rất nhiều vị chẳng coi niệm Phật là đúng, này chẳng chú trọng pháp môn cậy vào Phật lực để liễu sanh thoát tử ngay trong đời này. Nếu giảng Bát Nhã cho kẻ chẳng hiểu tịnh tông, tức là dạy họ trên tâm dốc trí nơi phương diện khai ngộ, lâm ra làm cho đại pháp muốn cho phản phu sát đất được liễu sanh thoát tử, phát xuất từ lòng đại từ bi của Đức Di Đà bị coi rẻ. Người xin nghe giảng đã không hay biết, sao người nhận lời giảng không nói rõ nguyên do cho họ? Nếu họ không nghe, hãy nói: tôi không phải là người giảng kinh, xin hãy mời vị chuyên chú trọng giảng kinh đến giảng. Cư sĩ Lâm tại thị trấn Đường Áp thuộc thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô rất tích cực. Năm ngoái một thành viên của cư sĩ Lâm rất thông minh, giảng kinh Địa Tạng một lần. Từ đấy những kẻ chẳng biết pháp môn niệm Phật là pháp môn để phàm phu cậy vào Phật lực, hỏng liễu sanh tử trong đời này, quá nửa đều chẳng niệm Phật, chuyên chú trọng nghe kinh. Lâm trưởng Thỉnh Quang nói với người giảng kinh, do vậy bèn dạy vị ấy: Phật pháp như biển cả, một giọt có đủ vị của muôn sông. Phật pháp như lưới kết bằng những hạt châu của thiên đế, mỗi hạt châu có đủ ánh sáng của ngàn hạt châu. Luận về phía bậc đại thông gia thì lời thô lễ tế đều là nhất chân. Luận về phía kẻ chưa về đến nhà, hãy nên chỉ đường về nhà cho đỡ tốn sức. Huống chi bậc đã chứng đẳng giác, muốn viên mãn Phật quả, vẫn phải niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Kẻ sắp đoạn A Tỳ, mười niệm thành công có thể cao dự hải hội, như thuốc A Giả Đà trị chung vạn bệnh, như ánh nắng xuân vừa chiếu đến trăm loài cây cỏ sum suê. Lợi ích mầu nhiệm ấy ngoại trừ Đức Phật ra, chẳng ai có thể biết được. Sao chẳng từ những chỗ ấy phát khởi lòng tín nguyện cho bọn họ, ngõ hầu ai nấy đều được vãng sanh. So với những kẻ giải thích từng chữ từng câu để tạo thành thiện căn, đắc độ trong tương lai, khác biệt như thể một trời một vực, hãy theo quy củ thường lệ, đừng tạo ra hai đường lối hành trì trong cùng một lâm. Pháp môn tịnh độ chính là pháp môn đặc biệt trong Phật Pháp. Nếu nhóm họp mọi người niệm Phật nhưng chẳng đem nguyên do và phương pháp lợi ích do tu trì pháp môn này dễ thuyết cho đại chúng, thì vì chẳng biết tông chỉ sẽ chỉ được phước báo trời người, cô phụ ơn Phật rất sâu. Tăng hay tục đều diễn giảng được, chứ không riêng gì cư sĩ. Đây là luận trên phương tiện diễn thuyết, chớ nên lấy lề đối giảng kinh làm chuẩn mực. Nếu thỉnh người chuyên giảng một thất lần đầu, nên đảnh lễ hòa thượng hoặc lâm trưởng, xã trưởng và thành viên trong cư sĩ lâm, lại khắc mọi người một lại, sau đấy đối trước pháp tòa lễ Phật ba lại rồi lên tòa giảng, hoặc giảng trước, hoặc giảng trích lược kinh văn, hoặc giảng chung chung về pháp tác niệm Phật và tâm hạnh suy nghĩ, xử sự phải hợp với Phật. Giảng xong nói đại lược lời tạ lỗi, xin chư vị rộng lượng dung thứ để xuống tòa lễ Phật ba lại là xong. Phía trên pháp tòa nên thờ tượng Phật, hiện thời mọi thứ quá mắc mỏ, chỉ nên đốt một cây hương, chẳng cần phải thắp đến đốt đàn hương. Lên tòa rồi chẳng cho người khác lễ bái để khỏi lâm vào tình cảnh khó xử cho cả đôi bên. Nếu ngẫu nhiên được thỉnh giảng một lần, liền lễ Phật ba lạy, lên tòa diễn thuyết, giảng xong, xuống tòa lễ Phật ba lạy là được rồi. Mở đầu buổi giảng chẳng cần phải niệm kinh, sướng kệ, đấy là phong cách của kẻ diễn thuyết. Nếu cứ theo đúng như lề lối giảng pháp sẽ trở thành tiếng phận. Hiện thời đang là mạt pháp, tại gia cư sĩ nghiên cứu diễn thuyết cùng đồng đạo, cố nhiên không có gì là chẳng được. Nếu cứ chiếu theo nghi thức giảng kinh, đấy chính là chuyện của pháp sư xuất gia. Cư sĩ làm theo đó chính là tiếm Việt. Đứng diễn thuyết cũng không thích hợp, rất mất ý nghĩa kính trọng pháp. Trên đây là lời đáp cho điều thứ nhất. Phật gia hộ cho kẻ nào đáng nên gia hộ, nếu là kẻ chẳng nên gia hộ mà cứ gia hộ, ắt kẻ ấy sẽ bị tổn hại. Này chẳng luận trên sự việc là giả hay thật, chỉ luận về chuyện do gia hộ, do sự gia hộ sẽ bị tổn hại hay hữu ích. Phàm là người có sự hàm dưỡng sâu xa, hễ tầm quang vừa phát ra, nhất định cả thêm khiêm tốn tự náu mình, nhất định sẽ từ ngày nơi sự hiểu được lý. Người như thế được gia hộ sẽ hữu ích. Nếu là kẻ thiếu hàm dưỡng, chẳng chú trọng sự tu,
chuyên chú trọng nghiên cứu lý tánh sẽ trở thành kẻ cuồng huệ tự cao tự đại. Tuy tự hồ có ích nhưng thật ra đối với hậu học và pháp đạo ắt tổn hại lớn lao. Vì thế hễ được giác hộ để thâu liễm thì sẽ lại được giác hộ. Nếu sau này vẫn cứ thưởng như thế thì hễ một phen được giác hộ bèn được giác hộ mãi mãi. Nếu khi ấy đúng là như thế, sau đấy lại y như cũ thì để phòng ngừa hậu họa hãy bỏ sự tham cứu đi sẽ càng thêm ích lợi. Chỉ sợ ông chưa có sự hàm dưỡng thuần túy thâm trầm, có lẽ sau này sẽ coi niệm Phật chẳng cao siêu mầu nhiệm bằng tham cứu cái tâm. Vì thế hãy bỏ ngay sự tham cứu đi thì còn có thể giữ nguyên được thiện căn vãng sanh của mình lẫn người. Bởi vậy chẳng nên thêm sự tham cứu vào pháp niệm Phật. Từ trên đến đây là lời đáp cho điều thứ hai. Hiểu rõ lý tánh để liễu sanh tử phải là địa vị thất tín trong viên giáo mới làm được. Đủ biết rằng chẳng chú trọng niệm Phật sẽ mất mát lớn lao, không gì có thể ví dụ được. 156. Thư trả lời thầy tu tịnh. Hết thảy pháp môn đều cậy vào tự lực để liễu sanh tử, pháp môn niệm Phật cậy vào Phật lực để liễu sanh tử. Cậy vào tự lực để liễu sanh tử chẳng phải là chuyện có thể thực hiện xong trong một hai đời. Bậc chứng sơ quả còn phải 7 lần sanh trong cõi trời và nhân gian mới chứng tứ quả. Tứ quả là liễu sanh tử. Người chưa chứng sơ quả thăng trầm bất định, kẻ đời này tu hành rất khá, đời sau tạo nghiệp lớn lao. Trong trăm kẻ có đến hơn 90 người bậc chứng sơ quả dẫu dùng oai lực bức bách họ tạo nghiệp, họ thà chịu xả mạng chẳng chịu tạo những ác nghiệp giết trộm dâm vân vân. Nếu không xuất gia cũng sẽ cưới vợ, nếu buộc họ tà dâm họ thà chết chẳng làm. Vì ấy tuy chưa liễu sanh tử quyết định chẳng bị đọa xuống, còn kẻ chưa chứng sơ quả thì không chắc. Dẫu một đời hai đời chẳng tạo nghiệp chắc chắn khó thể vĩnh viễn không tạo nghiệp. Vì thế biết cậy vào tự lực đoạn hoặc chứng chân khó khăn như lên trời vậy. Người niệm Phật ắt phải sanh lòng tin chân thật, phát nguyện thiết tha, quyết định cầu Phật gia bị trong đời hiện tại. Đến lúc lâm chung được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương, lúc bình thường niệm Phật phải thành khẩn như làm đám tang cho cha mẹ, phải tích cực như cứu đầu cháy, lại phải đem pháp môn này tùy phần tùy sức nói với hết thảy mọi người, lại còn đối với mọi chuyện đều phải chọn hết bổn phận của chính mình để được mãn nguyện. Muốn xem kinh, trước hết hãy nên đọc Tịnh Độ Ngũ Kinh. Muốn đọc những sách nông cạn gần gũi thì hãy đọc Ấn Quang Văn Sao, Ấn Quang Ra Nguồn Lục. Lại muốn đọc những sách thiết yếu hết sức thâm diệu, vừa dễ lãnh hội thì hãy nên đọc Tịnh Độ Thập Yếu. Muốn biết sự tích vãng sanh xưa nay, hãy đọc Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Hiện thời chẳng thể gửi sách, hãy nên mượn xem từ chỗ cư sĩ Tạ Huệ Lâm ở số 32 phố Đông Châu, cửa Bắc, thành phố Thành Đô. Các kinh sách ấy ông ta đều có nhưng không thể tặng cho người khác. Hơn 10 năm trước đây, Quang gửi mấy chục gói kinh sách các thứ cho Trùng Khánh Phật học xã, chắc họ hãy còn. Hãy hỏi các ông Vương Hiểu Tây, Thư Thứ Phạm, Vương Thích Quân v.v. thuộc Phật học xã, có lẽ họ sẽ có sách để tặng cho ông, nếu không thì mượn xem. Ở chỗ ông Tưởng Đặc Xanh, tại ngõ Tam Nguyên Cung ở viện Tam Đài chắc cũng còn, nếu còn sẽ gửi cho ông. Gửi sách cho Tứ Xuyên, chỉ có Trùng Khánh Phật học xã là được gửi nhiều nhất, kế đó là ông Tưởng Đặc Xanh. Ở chỗ ông Tạ Huệ Lâm bất quá chỉ có thể cho ông mượn đọc, chứ chẳng thể tặng cho người khác được. Pháp môn niệm Phật thực hiện dễ, thành công cao, dùng sức ít được hiệu quả nhanh chóng. Đi đứng nằm ngồi trong hết thảy mọi lúc hết thảy chỗ đều có thể niệm. Nếu áo mũ tề chỉnh, tay vào mặt sạch sẽ, niệm ra tiếng hoặc niệm thầm đều được. Nếu ngủ nghỉ và áo mũ tròn chỉnh tề còn chưa rửa ráy súc miệng, hay đến chỗ bất tịnh hoặc lúc đại tiểu tiện đều phải niệm thầm, đừng niệm ra tiếng. Dù ngủ cũng chẳng nên vã lồ, hãy nên mặc quần áo. Trong tâm thường giữ lòng kính sợ, trở nên phóng túng. Muốn thâu nhất vọng niệm thì điều thiết yếu bậc nhất là phải giữ lòng cung kính, thường nghĩ như thân đối trước Đức Phật, chẳng dám dấy lên những thứ suy tưởng khác. Điều thiết yếu thứ hai là từng câu từng chữ trong tâm phải niệm cho rõ ràng rành rẽ. Nơi miệng niệm cho rõ ràng rành rẽ thì vọng tưởng sẽ dần dần tiêu diệt. Dấu niệm thầm cũng phải nghe, bởi tâm vừa dấy niệm liền có tiếng, tài chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình, đương nhiên rõ ràng, rành rẽ. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói, nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối đắc tam ma địa, đấy là bậc nhất, chú trọng ở nơi nghe. Sáu căn là mắt tai mũi lưỡi thân và ý, tâm là ý căn, miệng là thiện căn, nghe chính là nhĩ căn. Tâm niệm, miệng niệm, tai nghe. Thế ba căn này được nhiếp rồi thì mắt cũng chẳng thể ngó đông ngóng tây.
Mũi cũng chẳng thể ngửi khí vị khác, thần cũng chẳng dám buông lung giải đãi, vì thế gọi là nhiếp trọn sáu căn. Nhiếp trọn sáu căn để niệm sẽ tự không có vọng niệm ô tạp nên gọi là tịnh niệm. Tịnh niệm ắt phải thường thường tiếp nối chẳng đoạn, vì thế gọi là tịnh niệm tiếp nối. Nếu tịnh niệm tiếp nối lâu ngày chảy tháng sẽ đắc niệm Phật tam muội. Cách nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối này là diệu pháp bậc nhất để đắc tam muội. Vì thế nói đắc tam ma địa đấy là bậc nhất. Tam ma địa chính là tên khác của tam muội. Niệm như thế chắc chắn sẽ có ngày được tịnh niệm thường tồn tại, vọng niệm hoàn toàn không còn. Quang già rồi, mục lực lẫn tinh thần đều chẳng đủ, đã từng cự tuyệt hết thảy thư từ. Thương lòng thành của ông nên giảng cho ông về cách nhiếp tâm và biện pháp thỉnh kinh sách, nhưng kinh sách đã lâu sợ rằng chẳng còn nữa, dẫu mượn chẳng được cũng có lợi ích nếu mượn được. Hãy hành theo đó thì vãng sanh sẽ là điều chắc chắn đạt được. Phụ lục 1. Bài ca tụng nêu tỏ những ý nghĩa ẩn kín của việc tiền vũ túc vương dương, nỏ bắn sóng biển. Khi bản văn này gửi đến, bản in đã gần như sắp xếp xong, không xếp vào đâu được, liền chèn vào đây, cũng gọi là phụ lục. Kính lễ vũ túc vương, từ trời thẳm giáng thần, nhóm dân lập quân nghĩa dũng, diệt hoàng sào giết đổng xương, công lao đại nghiệp lớn lao, cổ kim ít sánh bằng, được phong tại Ngô Việt, giúp nước chẳng tai ương, tính đắp đê ngăn biển phát triển tài nông tang. Sóng to, nền khó vững, tế thần cầu giáng phước, lại sai các tinh binh dương nỏ bắn vẹt sóng. Sóng rút, nền đê vững, ruộng đường chẳng bị sóng biển làm hại nên lợi nhiều. Hễ lòng thành ắt có cảm ứng, bắn sóng chỉ nhằm hư trương thành thế, vì sợ tâm quần hùng vẫn muốn đến xâm lăng. Bắn sóng, sóng rút đi, nhờ đấy bọn cọp sói khiếp sợ. Đời lạng mấy chục năm, riêng cõi Ngô Việt ca tụng thái bình yên ổn. Lo tính cho mọi người ý niệm thật sâu dài. Vào thời ngũ đại cuối đời Đường không xứ nào yên ổn, Nho và Phật giáo ở Ngô Việt được xiển dương từ đời Thịnh Đường. Lúc ấy không có xứ Ngô Việt cương thường đều diệt mất. Bậc trung nghĩa xưa này không một ai chẳng tỏ lộ. Bàn nước sâu xa đầy tràn cho dân, dân cả nước ngưỡng vọng. Gã vĩnh thổ tánh quái quỷ, báng Phật giữ môn tưởng đạo Nho, dốc trí tu trình hai bộ sử tính làm kế ngăn ngừa muôn đời. Gạt bỏ hết những lời đệ tử Phật vô báng miệt thị vua Ngô Việt, đến nỗi kẻ trung nghĩa ai nấy đều ôm lòng cảm thương. Xem bài biểu lang cương của ông ta, đức của cha mẹ thật huy hoàng, mặc tình dinh tư sửa sử thật chẳng hổ thẹn quá sức, gương lãnh của sách đại học là bình minh đức cách vật trí chi, trong lòng ung tư dục khó được kết quả tốt. Kính khuyên các văn sĩ khiêm tốn kiềm chế, tự suy lượng chớ kiêu căng lập dị, phải thuận theo lẽ trời, khắc niệm cuồng thành thánh, mất niệm thánh thành cuồng. Thông minh khắc chế được ý niệm, lưu tiếng thơm muôn đời. Hai, lời bạt. Một ngày mùa thu năm Canh Thìn, Quảng Đức Tiền Văn Tuyển, sĩ Thanh Phủ, soạn tại chỗ cư ngụ ở Thượng Hải, lúc ấy tuổi đã 67. Ấn Quang Pháp Sư soạn bài tụng nêu tỏ ý nghĩa ẩn kín của việc Vũ Túc Vương bắn sóng, chỉ bài nguyên do thuở trước, do Vũ Túc Vương bắn sóng mà sóng đuổi ra xa, ấy là vì thủy thần cảm mộ đức hạnh bảo vệ dân chúng của vương, chứ hoàn toàn chẳng phải vì sợ oai thế dương nỏ của vương. Đời sau không có đức như vương, toàn bắt chức vương, dương oai chưa thể nào đạt được như vậy. Trong tương lai, in lại văn tập, hãy nên đem ý này nêu cho rõ ràng mọi lẽ. Pháp sư xiển minh những chân lý này muôn đời chẳng mòn, lại đọc ba điều quan trọng để cầu con. Do pháp sư dạy, chỗ nào cũng là lập luận từ trên căn bản. Thật là lời văn có công đối với thế đạo. Thế nào là ba điều trọng yếu? Một là tiết dục để làm căn cơ cho nòi giống mạnh mẽ. Hai, tích đức là đạo trọng yếu để phát khởi phước. Ba là khéo dạy loài người tiến hóa. Nếu như người trong nước thiết thực phụng hành, dù đạt đến thái bình thịnh trị cũng chẳng khó. Có kẻ cho rằng Phật giáo phần nhiều chỉ cốt tốt đẹp cho riêng thân mình, lấy vãng sanh Tây phương về tịnh độ làm điều gắng sức dường như tiêu cực, hoàn toàn chẳng phải là tích cực. Nếu nhìn từ bài văn này và bộ văn sao của pháp sư, quả thật Phật giáo là tích cực, chẳng phải là tiêu cực. Người đời nay chẳng suy xét, thường cho Phật giáo là trống rỗng hư dối, đến nỗi Phật học chưa thể triển dương rộng lớn rạng rỡ. Do vậy thế đạo suy vi, giang sơn mỗi ngày một đi xuống, thật đáng cảm khái. Thử nhìn thuở Phật học được xương minh chính là lúc nhân loại thái bình. Nhìn ngược lại thời ngũ đại thiên hạ đại loạn, kẻ giết người nhiều như mè, nhưng xứ Ngô Việt trong cả trăm năm nhân dân sống tới già chẳng biết đến chiến tranh, quả thật là do đạo nào mà đạt được như vậy. Nếu nói về tiền vũ túc vương đắp đê ngăn biển phát triển ngày nông tang,
Khơi sông ngòi mở mang thủy lợi khiến cho nhân dân giàu có cho nên được như vậy. Cố nhiên là như thế, nhưng đạo căn bản vẫn chẳng nằm ở đó. Đương thời nhân dân chẳng biết đến chiến tranh, quả thật là do công bảo vệ bờ cõi giữ yên dân chúng của Vũ Túc Vương. Bảo vệ bờ cõi giữ yên nhân dân chính là chẳng muốn do gươm trọi giáo, rộng mở sự kiên giết. Muốn giảm thiểu sự tàn sát nhân loại thì phải tôn sùng nguyên lý Phật giáo. Do một niệm chân thành ấy nên chẳng có cái tâm tự đại của Tử Dương, mà có điều dân tri túc của nhà Phật. Vũ Túc Vương được nguyên lý Phật giáo ôn đúc nên có thiện niệm bảo vệ bờ cõi giữ yên dân chúng ấy. Đấy là do tinh thần thường ngày Hoàng Dương tuyên thuyết sự giáo hóa của Phật mà ra. Do vậy La Ẩn khuyên vua đánh nước Lương, tức nước hậu Lương của Châu Ôn, nói nếu không thành công vẫn có thể lui về giữ được hàng Việt, tự xưng Đông Đế Vương. Vương vẫn chẳng nghe theo lời đó, đấy là vì sợ một mai giấy binh chinh phản phương Bắc dân chúng sẽ gặp cảnh lầm than, để một nhà một họ được vinh hiển cao xa khiến cho người trong cả thiên hạ đều chịu thảm họa nước sâu lửa bỏng, lẽ nào đành nỡ, tâm nào đành yên. Đến khi Tống Thái Tổ thống nhất cả nước, Trung Ý Vương liền vâng theo di huấn của Vũ Túc Vương, nạp đất cho triều đình, xem bỏ nước như nhường lại nhà, chọn chẳng khiến dân vùng Ngô Việt phải chịu họa can qua. Đức của Vũ Túc Vương chẳng thấm nhuần riêng gì dân Ngô Việt thời ấy, mà phong thái tiếng vang truyền mãi hơn ngàn năm. Đến nay Hàng Châu vẫn còn mang danh xưng là Phật Quốc, phong tục thuần hậu. Con người lắm thiện căn, vốn do lẽ này Vũ Túc Vương tin Phật, nhất tâm làm lành nên tích đức cho con cháu, liên tục giảng giặc quấn quýt chẳng suy, bao đời tế lễ trọng thể được thờ phụng ngàn thu. Đây thật là quả báo do tin Phật, càng vào đời loạn càng phải đề cao Phật học, khiến cho nhân loại đều có mỹ đức nhường nhịn lẫn nhau, không có dã tâm tranh đoạt để tránh khỏi cái họa sát nhân, còn mong có ngày thái bình. Này lúc khí phận trời Âu đang hừng hực, mưa Mỹ sắp ảo tới, tương lai chết vì đại bác phi cơ, chẳng biết mấy ngàn trăm vạn người. Nếu nhân sĩ Âu Mỹ triệt cộ được Phật lý Trung Hoa, buồng rào đổ tẻ, há chẳng thể thành Phật ư? Kiếp vận này toàn do con người tạo ra. Nếu có thể như Vũ Túc Vương tin Phật kiên giết, một dạ vì dân dụng tâm, thì đại chiến bên Âu Mỹ sẽ ngừng, cái họa giết chóc sẽ tiêu. Chớ nói Phật giáo thuộc về tiêu cực, chưa thể cứu đời. Chuyện cũ của Vũ Túc Vương có thể lấy làm chứng cứ rành rành. Do nhìn từ chỗ này, Phật học quả thật là mấu chốt để nhân lại hướng lành đổi lỗi. Nói, đừng làm các điều ác, phần giữ các điều lành, nào phải cố riêng tốt đẹp cho thân mình, mà là thật sự làm cho khắp thiên hạ đều cùng được tốt lành. Công lao của Phật lý há có thể nói sơ sài mà tưởng tận được hết ư? Ba, nhất thừa quyết nghi luận thuyết của Triệt Ngộ Thiền Sư. Muốn chẳng trước lấy nghiệp vô gián, đừng báng chánh pháp luân của Như Lai, đấy là lời ứa lệ đau buốt ruột gan thốt từ lòng đại từ bi của cổ đức. Bởi lẽ Đức Thích Ca Như Lai ta vì chúng sanh mà tu chứng pháp này trong vô ương số kiếp, hành hết thảy pháp khó hành, bỏ quốc thành vợ con yêu thương, đỏ mắt tủy não chẳng biết mấy ngàn vạn ức, đến khi thành đạo vẫn dùng bình đẳng đại bi thuận theo nghĩa lý tất đản để phô diễn. Vì thế phải mỗi câu mỗi chữ đều là đước báu trong đêm dài vô minh, là thuyền tử trong biển khổ sanh tử. Phàm là hữu tình, không ai chẳng được lợi ích. Nhưng các ông vẫn nhìn theo lẽ thông thường, mặc sức chê trách, chướng tránh phát minh, làm mù con mắt của người học trong đời tương lai, gây nghi lầm cho chúng sanh, thật chẳng phải là chuyện nhỏ nhoi đâu. Bảo là vô tội, há có lẽ ấy hay chăng? Này đem lý nhất thừa, xẻo gọn mọi mối nghi, đại pháp quang minh tất thật nhanh ngay, quét cho hết thạch, hết sạch mây mê, Phật nhật tại sáng tỏ dạng người, quả thật là đại kim thang cho pháp muộn vậy. Ngay trong lúc này đối với thiền nhãn, pháp chấp, nếu các ông đã thông đã quên sẽ tự sanh được lòng tùy hỷ sâu xa. Nếu như chưa quên chưa thông, nhất định sẽ mau chóng đạt được lợi ích thủ thắng. Vì thế biết, đoạn bài luận này chẳng những chỉ hữu ích cho pháp môn mà thật ra còn hữu ích cho các ông. Chẳng những chỉ có ích cho các ông mà còn hữu ích sâu xa cho những người học đời sau trong thiên hạ. Xin hãy lưu thông để rộng hành pháp thí. Ấn Quang Pháp Sư, Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, hết. Nhữ tương tử khoái niệm Phật, tâm bất chuyên nhất quyết đoạn địa ngục ngạ quỷ, xúc sanh thượng nan cầu, vật vọng tưởng nhân thiên phước quả. Nhữ tương tử khoái niệm Phật, trí nhược chân thành, tiện dự liên trì thanh văn duyên giác, do phất trụ định khắc chứng tàng diệu viên thừa. Ông sắp chết hãy mau niệm Phật, tâm chẳng chuyên nhất quyết đoạn địa ngục ngạ quỷ xúc sanh còn khó mong cầu,
chớ vọng tưởng quả phước trời người. Ông sắp chết hãy mau niệm Phật chí, nếu chân thành liền giữ liên trì, thành phần duyên giác vẫn chẳng muốn trụ, chắc chắn chứng viên thừa đẳng diệu, chứng đạo phương năng siêu lục đạo, minh tâm tự khả liễu tam tâm, chứng đạo mới hồng siêu lục đạo, minh tâm sẽ rõ, sẽ tự rõ ba tâm, chiếu kiến ngũ ẩn giai không, tâm cảnh cô quyên, trược đồng hạ nguyệt cô viên, quang thốn vạn tượng, chứng đáo nhất trần bất lập, trí bi song vận, bất dị hạo thiên hạo đãng, thể phú quần lân, rồi thấy năm uẩn đều không, tâm cảnh đều mất, hẹp như vầng trăng vàng vọng, ánh sáng dọi trù muôn vận, chứng đến mải trần chẳng lập, trí bi cùng vận, khác nào mặt trời rực rỡ, thể tánh che khắp mọi loài. Hà tất vấn thị thủy, thử đạo ư kim chiêu nhật nguyệt, đản năng thường hệ niệm, Phật tâm vô xứ, bất tử bi. Cần gì hỏi là ai, đạo này nay đã dạng ngời nhật nguyệt, chỉ cần thường hệ niệm, Phật tâm không đâu chẳng tử bi. Quyết trí cầu sanh hiệu tích hiển tương tháp, tiệu tháp, nhất tâm ước niệm, trí kim nhật nhân, vân diệp vân. Quyết trí cầu sanh phỏng người hiền thuở xưa, đem lầm đáp lạc, một lòng nghĩ nhớ, tới nay người nói sao, ta cũng nói vậy. Tri Phật tánh thường phấn khắc chứng trí, tư địa ngục khổ phát bồ đề tâm. Biết Phật tánh thường hằng quyết trí chứng đắc, nghĩ địa ngục khổ não phát bồ đề tâm. Ngũ uẩn giai không lục căn câu tịch, nhất trần bất nhiễm vạn đức viên trương. Năm uẩn đều không sáu căn đều lặng, mải trần chẳng nhiễm muôn đức trọn bày. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không viễn ly điên đảo mộng tưởng, đồ nhiếp lục căn tịnh niệm thượng hợp bổn diệu giác tâm. Soi thấy năm uẩn đều không ra lìa mộng tưởng điên đảo, nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm trên hợp giác tâm vốn màu. Lực tu giới định huệ không, tác vô ngã kiến, thường niệm từ bi hỷ giả, phương khế, Phật tâm. Tận lực tu giới định huệ không, sẽ không ngã kiến, thường luôn niệm từ bi hỷ giả, mới hợp Phật tâm. Duyệt biến trần hoàn nguyên thị huyễn, nghiền cục diệu tánh cấp quy chân, xem khắp trần gian đều huyễn ảo, xét cục diệu tánh cấp quy chân. Khổ hải vô biên hồi đầu thị ngạn, đảo bác hữu lộ khỏi tín tức xanh. Biển khổ vô biên quay đầu là bờ, cõi vui có nẻo tin tưởng liền xanh. Quả quá vị năng vi ngã hám, cư tâm vô ngụy nhập nhân phi. Bớt lỗi chưa xong thường áy náy, giữ lòng không dối mặc người sai. Tất tương cách trí thành tránh thố kỳ cung, thị chân hào kiệt. Bất dĩ thân tâm tánh mạng, trí độ ngoại nãi đại trượng phu. Tận lực thực hiện cách trí thành tránh, thật đáng bậc hào kiệt. Các bỏ chẳng màng thân tâm tánh mạng, mới xứng đại trượng phu.